Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 90. Trong tiếng gầm gừ, tượng yêu thú cao 3 trượng nhanh chóng nhào tới, trên người nó tràn ngập huyết sát nồng đậm, đôi mắt đục ngầu chứa đựng phong mang vô cùng đáng sợ. Sau đó, nó lại hét to một tiếng, giơ tay đánh về phía Lâm Nhất. Ầm. Lực lượng của tượng yêu thú khá đáng sợ, kể cả Tần Húc sau khi đỡ được 6 trưởng cũng phun ra một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ. Còn có nhiều người còn không đỡ được 1 trưởng đã bị đánh thành đống thịt nát, vô cùng thê thảm. Tới đi. Nhìn thấy yêu thú đã ra tay, trước mắt thiên tài Thành Thiên Lăng lập tức sáng lên, bọn họ thấy Lâm Nhất vẫn không nhúc nhích còn tưởng hắn bị dọa sợ ngây người, không khỏi cười châm chọc. Đợi đến khi bàn tay khổng lồ mang theo yêu phong vô tận sắp đánh tới, Lâm Nhất mới di chuyển. Hắn siết chặt 5 ngón tay, 16 long văn với gần 160 đỉnh lực lượng thương long tập trung trong quyền mang của hắn, dễ dàng đỡ lấy 1 trưởng kia. Dưới lực lượng của cú đấm này, bên ngoài thân thể của tượng yêu thú trên không trung xuất hiện vô số vết nứt. Vết nứt không ngừng lan rộng, chẳng mấy chốc đã lan ra khắp toàn thân. Sau một tiếng vang lớn, pho tượng ầm ầm vỡ tan, biến thành vô số đá vụn. Mọi người trợn mắt há mồm, nhìn đến mức ngây người, muốn nói gì đó nhưng lại nói không nên lời. Quá rung động. Một quyền đã đánh vỡ tượng yêu thú giữ cửa, cái quỷ gì vậy? Trên 2 lôi đài còn lại, Trần Tử Ngọc, Sở Mộ Viêm và Cổ Dương vốn không quá để ý đều vô thức đưa mắt nhìn tới. Ngay cả Khuynh Nhược U đang ngồi ở chỗ của Tử Nguyệt Động Thiên cũng thoáng ngạc nhiên, trạng thái hở hứng trước đó cũng không còn. Mấy trưởng lão của Thiên Yêu Các thì mặt mày hớn hở, mắt sáng lên. Trong Thành Thiên Lăng, ngoài Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm, còn có một yêu nghiệt như thế này sao? Nhất định phải giữ được người này lại. Trong lòng bọn họ vô cùng cuồng nhiệt, còn tỏ vẻ mừng rỡ và khiếp sợ không thôi. Bù! Trong đá vụn bay đầy trời, Lâm Nhất chậm rãi rơi xuống lôi đài, hắn đảo mắt nhìn về phía Tần Húc và Âu Dương Hạo. Sắc mặt 2 người họ thoáng chốc thay đổi, nuốt một ngụm nước bọt, dưới ánh nhìn của người này, bọn họ cảm thấy khí thế của bản thân hoàn toàn bị áp chế. Bọn họ vốn đang muốn đợi kiếm khách áo trắng đáp xuống đất sẽ chặt đứt 2 chân hắn, khiến hắn quỳ không dậy được, sau đó sỉ nhục 1 trận rồi tát bay xuống lôi đài. Nhưng bây giờ, bọn họ lại bị hành động đánh vỡ tượng giữ của Lâm Nhất làm sợ ngây người, đây là thực lực gì? Bọn họ hoàn toàn không còn sự bá đạo khi hành hung Dương Phàm trước đó. Ngược lại, bọn họ còn nghĩ có nên làm quen, hỏi rõ lai lịch rồi tính sau. Vị huynh đệ này, Tần Húc và Âu Dương Hạo ép bản thân lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo, muốn tiến lên chào hỏi Lâm Nhất. Lâm Nhất giơ ngón tay cái, sau đó chậm rãi đảo ngược trước mặt 2 người, lạnh lùng nói, phế vật. Đây là một động tác khiêu khích mà ai nhìn cũng hiểu, còn có cả 2 chữ phế vật, rõ ràng là sỉ nhục một cách trắng trợn. Đúng là ngông cuồng. Trên bãi đất trống, mọi người đều hít một hơi khí lạnh, xung quanh trở nên yên tĩnh, bị hành động của kiếm khách áo trắng làm sợ đến mức ngây người. Hắn ở trong địa bàn của Thành Thiên Lăng, nhưng lại dám sỉ nhục 2 người Tần Húc. Hơn nữa rõ ràng 2 người Tần Húc còn hơi khiếp sợ, muốn làm quen với hắn. Trở mặt như thế thật sự quá phách lối. Nụ cười trên mặt Tần Húc và Âu Dương Hạo thoáng chốc trở nên cứng đờ, sắc mặt cực kỳ khó coi, viết rõ 2 chữ lúng túng. Ngươi dám khiêu khích 2 người chúng ta ư, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tần Húc nóng tính lập tức nổi giận, hắn ta lập tức xông lên, tay phải yêu hóa kéo theo tiếng xé gió chói tai đánh về phía Lâm Nhất. 1 trưởng này cực kỳ đáng sợ, kình phong dao động, khiến 1 vài người không thể nào mở mắt. Nhưng 1 khắc sau đó, Tần Húc liền phát ra tiếng gào rú thê lương. Lâm Nhất ra tay chớp nhoáng, cùng là 1 quyền, thoạt nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng, ngay cả võ kỹ cũng không dùng đến, vậy mà có thể đánh nát xương bàn tay của Tần Húc. Răng rác, răng rác. Còn chưa hết, âm thanh vỡ vụn hệt như là tiếng pháo vang lên liên tục, lực thương long thô bạo lan đến xương bả vai Tần Húc rồi mới dừng lại. Cái tay này xem như phế bỏ, mọi người nhìn mà khóe miệng co giật, thầm thở dài, tên xúc sinh kia, ta giết ngươi.
Đau đớn dữ dội khiến sắc mặt Tần Húc trở nên vặn vẹo, trông cực kỳ hung tợn, mắt hắn ta đỏ quạch, sát ý khủng bố trong mắt tuôn ra. Nhưng cảnh tượng tàn nhẫn hơn đã xuất hiện, không đợi hắn ta kịp tấn công, Lâm Nhất đã nắm lấy cổ tay trái của hắn ta, giật mạnh. Xoẹt. Máu tươi bắn ra, cả cánh tay bị Lâm Nhất dùng thủ đoạn cực kỳ bạo ngược xé rách. Không. Bên ngoài lôi đài, các trưởng bối Tần gia đang đứng trong đám đông lập tức thay đổi sắc mặt, lửa giận bùng lên trong mắt bọn họ. Cánh tay Tần Húc bị người ta xé mất rồi, sao có thể như vậy được? Hắn ta là một trong thất tú thiên lăng, là nhân tài kiệt xuất thuộc thế hệ trẻ của Tần gia, là hy vọng của cả gia tộc. Giờ tay bị mất đi thì có khác gì một kẻ tàn phế chứ? Bọn họ bất chấp tất cả, chỉ muốn xông lên, liều mạng với cái tên kiếm khách áo trắng kia, trực tiếp làm thịt hắn. Cút! Nhưng người chủ trì của Thiên Yêu cắt lại nhếch miệng cười, rồi phất tay đẩy lui đám người kia. Đó là một gã đại hán trung niên, ông ta há miệng cười to, có chút tán thưởng Lâm Nhất. Kẻ tàn nhẫn bực này chính là yêu nghiệt mà Thiên Yêu các bọn họ đang tìm kiếm. Một yêu nghiệt như thế há lại để đám người Tần gia nhúng chàm, lúc này, ông ta cười khẩy và nói, Thiên Yêu các ta thu đồ đệ, há lại để các ngươi làm càn, đã lên lôi đài thì phải nghe theo mệnh trời, cút sang một bên hết cho ta. Dầm. Ông ta đánh ra một chưởng cách không, trực tiếp nện vào người gã trưởng bối Tần gia xông lên đầu tiên. Cả đám bị dọa run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích, nhưng nhìn thấy tình trạng thê thảm của Tần Húc, bọn họ tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Âu Dương Hạo ra tay. Đúng lúc này, trên lôi đài, Âu Dương Hạo hừ lạnh một tiếng, sát ý khủng bố bộc phát, hắn ta nắm chặt thanh trường thương nặng nề trong tay, đâm ra một thương khiến lòng người hoảng sợ. Ánh mắt của đám người Tần gia rực sáng, bọn họ chỉ hy vọng Âu Dương Hạo có thể đâm chết Lâm Nhất, tiện tay cứu lấy Tần Húc. Ầm. Một kích này của Âu Dương Hạo cực kỳ xảo trá và độc ác. Khi Lâm Nhất và Tần Húc giao đấu, hắn ta đã nhẫn nhịn một thời gian dài, đợi đến thời điểm thích hợp liền bộc phát. Hệt như loài rắn độc ẩn mình trong bóng tối, không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định phải cắn chết đối phương. Vẻ mặt hắn ta cực kỳ dữ tợn, miệng nhếch lên cười khẩy, thản nhiên nói, không cần biết ngươi là ai, chết đi cho ta. Bên ngoài khoảng đất trống, mọi người đang xem cuộc chiến liền thay đổi sắc mặt, một thương chớp nhoáng này quả thật đáng sợ. Nhìn xem duệ khí sắc bén phát ra từ mũi thương kia đi, chỉ đứng từ xa quan sát cũng đã thấy áp lực ập thẳng vào mặt, cảm nhận được đau đớn dữ dội khi bị đâm trúng. Mũi thương lóe lên tia sáng lạnh, tựa như ánh lửa lóe lên giữa đêm đông lạnh lẽo, chiếu sáng khắp thế gian, vô cùng chói mắt. Đệ tử và các trưởng lão Tiêu Vân Tông bất giác nở nụ cười khoái chí. Dường như bọn họ đã thấy được hình ảnh kiếm khách áo trắng bị một thương này đâm xuyên lồng ngực rồi vậy. Có một trưởng lão Tiêu Vân Tông cười rất vui vẻ, vừa vuốt râu vừa khe khẽ lắc đầu. Tần gia làm không được, Tần Húc không nên thân, mặt mũi thành thiên lăng đành phải dựa vào Tiêu Vân Tông bọn họ vậy. Nhưng trong tình huống cực kỳ hung hiểm như vậy, Lâm Nhất đang đứng trên lôi đài lại không chút hoang mang, hắn tung cước đá bay Tần Húc. Hắn ta hệt như một cái bao cát, bị đá văng ra ngoài một cách vô tình, thân thể đâm vào cột đá của lôi đài. Một tiếng bịch nặng nề vang lên, máu tươi trào ra từ khóe miệng Tần Húc, trông cực kỳ thê thảm. Sau khi đá bay Tần Húc, Lâm Nhất vẫn không hề thở gấp, một thân đồ trắng khiến hắn hệt như tinh linh, thân thể khẽ nhún một cái, bước chân linh hoạt như một vũ công với điệu múa hoa lệ nhất thế gian, vừa nhẹ nhàng lại vừa linh động. Ống tay áo như mây. Mái tóc đen dài như thác nước xóa tung giữa không trung, cơ thể xoay tròn, thoạt nhìn như đang ung dung dạo chơi, nhưng vừa khéo tránh được mũi thương ác liệt kia. Nhưng không ai ngờ được, khi Lâm Nhất một lần nữa đáp xuống thì kiếm ý tiên thiên viên mãn đỉnh phong của hắn đã tích xúc đến cảnh giới cực kỳ khủng bố. Giống như vụ hoa vừa chớm nở, chỉ đợi rút kiếm ra khỏi vỏ, là sẽ đón gió mà nở rộ. Boang! Táng hoa đang gào thét, nó ngủ đông đã lâu. Ở ẩn đã lâu, nó cảm nhận được nỗi hận cùng lửa giận trong lòng Lâm Nhất, nó muốn uống máu giết người. Một luồng kiếm quang hoa lệ xuất hiện, tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang vọng khắp bốn phía, hình ảnh trên lôi đài dường như bất động. Áo trắng bồng bềnh cùng mái tóc dài tản ra như thác nước của Lâm Nhất cũng ngưng động tại thời khắc này,
chỉ có luồng kiếm quang kia từ mũi thương của Âu Dương Hạo một đường bổ thẳng xuống, trong vô hình, khiến thanh trường thương cứng rắn liên tục vỡ nát hệt như một cây gậy trúc. Một kiếm kinh diễm này khiến những người đang vây xem trên khu đất trống rung động không thôi. Trưởng lão và đệ tử Tiêu Vân Tông không nói nên lời, chỉ biết trợn mắt há hốc mồm mà nhìn. Nét dữ tợn trên mặt Âu Dương Hạo còn chưa tan hết, lúc này, hắn ta đã bị dọa choáng váng, vội ném đi thanh trường thương đang nổ tung trong tay, điên cuồng lui về sau. Đi được à? Lâm Nhất cầm kiếm táng hoa sấn lên trước một bước, kiếm quang chém ra càng nhanh hơn. Phụt! Máu tước bắn tung tóe, Âu Dương Hạo thét lên một tiếng thảm thiết như heo giống, tay phải của hắn ta đã hoàn toàn bị chém bay. Nhưng còn chưa hết, Lâm Nhất đột ngột xuất hiện giữa hư không một cách quái đản, sau đó, hắn đâm ra một kiếm. Keng! Một kiếm này đâm vào ngực đối phương, chân nguyên cuộn trào, kiếm quang tung hoành. Bảo giáp trước ngực Âu Dương Hạo ầm ầm nổ tung, toàn thân hắn ta máu tươi đầm đìa, để lộ vết kiếm vô cùng dữ tợn. Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bị hung hăng đánh bay ra ngoài, vừa khéo rơi xuống bên cạnh Tần Húc đang chật vật bò dậy. Rốt cuộc ngươi là ai? Tần Húc cắn răng, nhấn mạnh từng chữ một, lạnh lùng nhìn kiếm khách áo trắng đáng sợ trước mắt. Hắn ta có nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra bản thân đã khi nào đắc tội với người này. Tần Húc thật sự không có ấn tượng về hắn. Âu Dương Hạo bên cạnh cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Ngay cả giọng của Lâm Mỗ mà cũng không nhận ra à. Hai vị đúng là mau quên, có lẽ, trong lòng các ngươi, Lâm Nhất ta đã sớm là một người chết rồi. Lâm Nhất giơ tay kéo xuống tấm mặt nạ màu trắng trên mặt. Phút chốc, một khuôn mặt tuấn tú, tái nhợt như yêu ma xuất hiện trước mắt thế nhân. Dấu ấn màu tím ở mi tâm cực kỳ bắt mắt. Cứ như được tiên nhân phẩy mực điểm vào đó vậy, khiến cho gương mặt yêu mị kia càng có thêm vài phần tiên khí siêu phàm thoát tục. Soạt! Toàn bộ người có mặt tại sườn núi Lạc Thủy đều bị chấn động, vô số âm thanh bàn tán vang lên. Là Lâm Nhất! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiếm khách áo trắng chính là Lâm Nhất, là tên kiếm nô trong lời đồn. Nghe nói hắn bị ba chiêu của Trần Tử Ngọc đánh bại. Đã sớm đi chầu Diêm Vương. Nhưng hiện tại, hắn vẫn còn sống sờ sờ ra đó, hơn nữa, một lần nữa trở thành cơn ác mộng của nhân tài kiệt xuất thành Thiên Lăng. Không, không, đây không phải là thật. Đồng tử của Tần Húc và Âu Dương Hạo co mạnh, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, bọn họ luống ca luống cuống, bị dọa đến mức run lên. Đến địa ngục mà sám hối đi. Táng hoa vung lên, kiếm quang như cầu vồng. Hai cái đầu người phút chốc bay lên không. Kiếm của Lâm Nhất quá nhanh, nhanh đến nỗi nhiều người còn chưa kịp thấy rõ thì Tần Húc và Âu Dương Hạo đã chết mất rồi. Bịch. Hai cái đầu người lăn lông lốc trên mặt đất, Tần Húc và Âu Dương Hạo trợn trừng mắt, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, cả hai đều chết không nhắm mắt. Khoảng đất trống cực kỳ rộng lớn giữa sườn núi giờ đây chìm trong yên lặng, ngoại trừ tiếng gió nhẹ thổi qua trà cây thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Thậm chí, trong một khắc ngắn ngủi, hô hấp của mọi người cũng đột ngột dừng lại. Mãi một lúc lâu sau, mới có vô số âm thanh vang lên. Yên lặng vừa rồi không phải là yên lặng thật sự, chỉ do mọi người quá mức chấn động mà thôi. Đợi đến khi cảm xúc qua đi, bầu không khí lập tức bùng nổ, hệt như núi cao vạn trượng rơi xuống giang hà, tạo thành một loạt tiếng nổ ầm ầm, không cách nào cứu vãn được. Tần Húc và Âu Dương Hạo đều chết. Cho đến hiện tại, có rất nhiều người vẫn không dám tin vào những gì mình thấy, sâu trong mắt bọn họ lóe lên tia rung động. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc hơn chính là người đang đứng sừng sững trên lôi đài của Thiên Yêu Các. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Nhất, bàng hoàng và kinh ngạc, chẳng ai ngờ đó lại là một người chết mà cách đây vài ngày, đám võ giả và nhân tài kiệt xuất thành Thiên Lăng đã buông lời châm chọc. Một kẻ vốn đã chết. Giờ lại sống sờ sờ trước mắt mọi người, hơn nữa còn dùng một kiếm chém chết Tần Húc và Âu Dương Hạo. Chấn động bực này đã không thể diễn tả bằng ngôn từ nữa rồi. Việc này, sao có thể chứ? Trên lôi đài của Bắc Tuyết Sơn Trang, Cổ Dương và hai huynh đệ Kim Gia trợn tròn mắt mà nhìn, bọn họ kinh ngạc đến mức suýt rớt cằm. Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Lâm Nhất bị Trần Tử Ngọc dạy dỗ, khi đó... Hắn thê thảm chẳng khác nào một con chó,
Hơn nữa lúc chuông huyền âm nổ tung, hắn đã bị nổ tan xác. Với tư cách là người trong cuộc, bọn họ biết rất rõ chuông huyền âm phát nổ đáng sợ nhường nào, cứ như tận thế. Yêu thú huyết long da dày thịt béo như vậy mà còn bị nổ đến mức chia năm xẻ bảy, thử hỏi sao Lâm Nhất có thể sống sót cho được. Thật đáng sợ, việc này đã hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ, thế nên trong phút chốc, bọn họ có cảm giác như não mình đã ngừng hoạt động. Nếu nói lúc này, trong thất tú thiên lăng, kẻ nào khó chịu nhất, vậy thì không ai khác ngoài Trần Tử Ngọc, hắn ta đã để Trần Gia Tuyên Tuyền một cách trắng trợn rằng mình dùng ba chiêu để làm thịt Lâm Nhất, ồn ào đến mức trong thành thiên lăng không ai là không biết. Bốp, bốp, bốp. Lâm Nhất hiện thân, lại còn thẳng thừng giết chết hai người Tần Húc, đó chẳng khác nào tát thẳng vào mặt hắn ta. Sự thật rõ rành rành ra đó, hắn ta đã nói dối, Lâm Nhất vốn không chết, càng không có chuyện bại bởi ba chiêu của hắn ta. Tại vị trí của Tử Nguyệt Động Thiên, các đệ tử và trưởng lão đều lộ vẻ khó coi, đặc biệt là Khuynh Nhược U. Mặt nàng ta tối sầm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Nhất. Không ngờ tên kiếm nô này lại xuất hiện. Ha ha ha, ta biết ngay mà, đồ chó má Trần Tử Ngọc, còn dám nói giết Lâm Nhất trong ba chiêu, đúng là dối trá. Công tử Táng Hoa vốn không hề chết. Trong đám đông, Quách Húc đột nhiên cười ầm lên, vô cùng khoái chí. Dương Phàm đang bị trọng thương cũng vô cùng chấn động, khi nhìn thấy hai cái đầu người nằm trên mặt đất, hắn ta siết chặt nắm đấm, vẻ mặt lộ rõ sự hưng phấn. Xem ra lời đồn ngày đó không phải thật, Lâm Nhất không hề bị Trần Tử Ngọc đánh bại trong ba chiêu. Trái lại, hắn đã bị thất tú thiên lăng vây quét, rồi dùng chuông huyền âm trấn áp. Sao có thể giả được, ta tận mắt nhìn thấy đấy, Trần gia phái cao thủ bán bộ thiên phách ra tay, có điều, không ngờ vẫn không giết được Lâm Nhất, đúng là mạng lớn mà. Hắn đến để báo thù đấy, kẻ này đúng là ngoan độc, bất kể ngươi có là tứ đại gia tộc hay gì. Ngươi đã giết ta, ta sẽ giết ngươi, thống khoái. Nếu như gia nhập Thiên Yêu Các, e rằng không ai dám trêu chọc hắn nữa. Nhưng sẽ khó giết những người còn lại, không biết lựa chọn của hắn như thế nào. Có rất nhiều võ giả đến từ những nơi khác đã sớm không vừa mắt thất tú thiên lăng, thế nên Lâm Nhất vừa xuất hiện, bọn họ liền cảm thấy hưng phấn. Công tử Táng Hoa Lâm Nhất à, tiểu hữu, ngươi có đồng ý gia nhập Thiên Yêu Các của ta không? Bất kể trước kia ngươi phạm lỗi lớn thế nào, Thiên Yêu Các sẵn lòng gánh thay ngươi. Trong hàng ghế của Thiên Yêu Các, hai mắt người đàn ông trung niên phát sáng, không ngừng nhếch miệng cười. Loại người tâm huyết sát phạt quyết đoán thế này chính là yêu nghiệt mà Thiên Yêu Các bọn họ cần. Có lẽ Bắc Tuyết Sơn Trang thích hợp với ta hơn. Ánh mắt Lâm Nhất quét qua, dừng trên ba người đám cổ dương, vẻ mặt lạnh lùng. Người của Bắc Tuyết Sơn Trang sáng mắt lên. Cười nói, tiểu hữu đã là kiếm khách, đến Bắc Tuyết Sơn Trang bọn ta đương nhiên là phù hợp quá đi chứ. Đám người này. Gã đàn ông trung niên lập tức nổi giận quát mắng. Hắn vừa dứt lời, đám đông đều hít ngược hơi khí lạnh, ai cũng biết kiếm trong tay hắn vẫn chưa muốn dừng lại ở đây. Ngươi dám. Các trưởng lão của Kim gia và Cổ gia kinh ngạc biến sắc, quát lên với giọng sắc bén. Ai nấy dâng lên sát khí toàn thân. Cơn giận không thể kìm nén, hắn giết Tần Húc và Âu Dương Hạo vẫn chưa đủ, thật sự cho rằng thế gia bọn họ không tồn tại sao? Sao ta lại không dám? Lâm Nhất cười nhạt trong lòng, hắn đã nói rồi, thất tú thiên lăng không chừa một ai. Hắn bay lên giữa không trung, bay vút tới lôi đài của Bắc Tuyết Sơn Trang. Người còn chưa tới nơi, 18 thanh trường kiếm cắm quanh lôi đài đã chấn động. Vù vù. Thân kiếm chấn động, một phương đất trời rung chuyển theo, kiếm ý đáng sợ lan tràn bốn phía. Giữa đất trời, gió mây nổi lên, những luồng khí thế vô biên điên cuồng khuấy động xung quanh lôi đài. Thanh thế ấy vô cùng đáng sợ, dường như sắc trời cũng trở nên u ám. Đây là... Mọi người đều kinh hãi, đang nghi hoặc thì tiếng kiếm ngân động trời đột nhiên vang lên. Ầm. Tiếng kiếm ngân ấy giống như tiếng sấm. Vang vọng giữa trời xanh, ngay sau đó một thanh trường kiếm giống như phi long bay vọt lên trời. Keng, keng, keng. Kiếm uy thương long, kiếm âm thét gào, tiếng sấm không ngừng, sắc trời bỗng tối sầm. 18 thanh trường kiếm đều xuất hiện,
kết thành kiếm mang bao la vô cùng khủng khiếp trên bầu trời, ánh sáng chói mắt, phong mang rực rỡ. Đây! Trời ơi, 18 thanh kiếm, trước kia Cổ Dương cũng chỉ mới dẫn được 9 kiếm tấn công. Có thể chống đỡ nổi không? Sắc mặt mọi người dần thay đổi, vô cùng chấn động, chưa bao giờ nghĩ tới kiếm trận của Bắc Tuyết Sơn Trang đồng loạt tung ra lại có thanh thế đáng sợ như vậy. Các trưởng lão Cổ gia và Kim gia sửng sốt, ngay sau đó cười gằn. Chuyện này thật sự vượt ngoài dự liệu, e rằng bất cần một chút, Lâm Nhất kia sẽ chết dưới kiếm trận. Trên lôi đài, đám người Cổ Dương như gặp kẻ địch mạnh, lúc này vẻ mặt cũng không khỏi thả lỏng, ai nấy đều lộ ra ý cười nơi khóe miệng. Bọn họ xông vào trận này, biết rõ phong mang kiếm trận này đáng sợ thế nào. 8-9 thanh kiếm đã có chút không chống đỡ nổi, bây giờ 18 thanh kiếm cùng xuất hiện, dù không chết cũng sẽ bị thương nặng, đến lúc đó còn mất cả mạng cũng chưa biết chừng. Lâm Nhất kia muốn tìm chết, phải sỉ nhục hắn một phen mới được. Không biết sống chết, ta xem lát nữa làm sao ngươi cười nổi. Cổ Dương cười lạnh lùng, sát ý lan tràn trong mắt. Hai huynh đệ Kim gia cũng không ngừng cười gằn, trước kia còn có chút lo lắng, bây giờ xem ra chỉ là nghĩ nhiều rồi. Trên hàng ghế của Bắc Tuyết Sơn Trang, các trưởng lão cũng hơi biến sắc, bọn họ có chút ngồi không yên. Lúc bố trí kiếm trận, bọn họ không ngờ sẽ có người có thể làm kinh động đến 18 thanh kiếm. Người có thiên phú như vậy, e rằng có thể sánh ngang với Nam Cung Vãn Ngọc. Lẽ nào phải phá hủy kiếm trận? Thế thì mất mặt quá, kiếm trận tự mình bố trí, trước kia nhiều người đã chết dưới kiếm. Bây giờ đặt ngoại lệ cho Lâm Nhất, rõ ràng không phù hợp quy tắc, khó tránh bị người ta chỉ trích. Mạc trưởng lão, người này không thể chết được. Trong mắt vài trưởng lão lộ ra vẻ sốt ruột. Khẽ giọng gọi ông lão áo xám chủ trì đại cục ở phía trước. Vẻ mặt ông lão áo xám thay đổi liên tục, trong lòng cũng rất bất lực, kiếm trận này căn cứ theo thiên phú của người khảo nghiệm. Dù là Nam Cung Vãn Ngọc ở đây cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng cảnh giới Nam Cung Vãn Ngọc cao hơn Lâm Nhất nhiều, phá trận này không dễ, Lâm Nhất thì càng khó nói. Nếu yêu nghiệt như thế bị kiếm trận của mình chém chết, truyền ra ngoài không phải sẽ bị cười đến rụng răng hay sao? Mặc kệ. Mạc trưởng lão âm thầm chửi mắng trong lòng, không muốn nói quy tắc nữa, dự định miễn cưỡng hủy đi kiếm trận. Quan tâm nhiều thế làm gì, đợi lát nữa cướp người rồi chạy thẳng. Đây là hạt giống hoàn toàn có thể sánh ngang với Nam Cung Vãn Ngọc, hơn nữa tiềm lực còn chưa giải phóng hoàn toàn, phá hoại chút quy tắc vì hắn thì tính là gì? Nhưng đúng lúc đó dị biến xảy ra. Sắc trời đột nhiên tối sầm lại. Mắt Trúc Long. Giữa không trung, hai mắt Lâm Nhất lần lượt cháy lên một ánh nến, hai mắt hắn lập tức tỏa ra khí thức cổ xưa. 18 thanh trường kiếm đan xen thành kiếm trận khủng khiếp, nhiều sơ hở lập tức xuất hiện, đồng thời không ngừng phóng to ra. Trong nháy mắt đã bị hắn tìm ra được hơn 100 lỗ hổng, những lỗ hổng đó tỏa sáng lấp lánh ở trong mắt Lâm Nhất, vô cùng dễ thấy. Đợi đến khi ánh sáng khôi phục trở lại, thân hình Lâm Nhất nhoáng lên, kiếm trận ầm ầm đổ sụp. Những thanh trường kiếm phong mang rực rỡ không còn ánh sáng, đồng loạt rơi xuống. Chuyện này. Mọi người hết sức kinh ngạc, cảnh tượng này không ai ngờ tới. Lâm Nhất một thân áo trắng, tay cầm táng hoa đã bình an đáp xuống lôi đài, lạnh lùng nói với ba người đám Cổ Dương đang thất thần, cùng lên đi, nếu không các người sẽ chết càng thê thảm. Gió khẽ phất qua, thổi luồng khí tức u ám trong lời nói của Lâm Nhất đến mỗi một ngóc ngách ở lưng núi này. Nơi này tụ tập nhân tài nhiều như mây, yêu nghiệt thành thiên lăng đều có mặt, thậm chí có cả khuynh nhược u trấn giữ. Nhưng bây giờ, tất cả ánh mắt đều dừng trên người Lâm Nhất. Dưới ánh nhìn của đám đông, hắn mới là tiêu điểm của thịnh hội lần này, không còn nghi ngờ gì nữa. Thất tú thiên lăng mới là nhân vật chính, không có chuyện đó. Kiếm trong tay Lâm Nhất sẽ không chừa lại gì, chém giết một cách vô tình. Cổ Dương, Kim Triển, Kim Dực, ba kẻ yêu nghiệt tân tú của thành Thiên Lăng, xưa nay tỏa sáng rực rỡ, đứng ở trên cao, đã bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã như thế này. Bị người ta chỉ vào mũi, bảo bọn họ cùng xông lên, nếu không sẽ chết càng thảm. Không biết điều, lần trước đã để ngươi chạy, hôm nay bọn ta giết ngươi một lần nữa là được.
Cổ Dương tế kiếm võ hồn, kiếm khí cuồng bạo giống như cơn bão đáng sợ ngưng tụ từ hàn mang vô tận, cuốn về phía Lâm Nhất. Ngay sau đó Kim Dực ra tay, một đóa hoa có gai ngưng tụ từ ngọn lửa màu vàng không ngừng xoay tròn, giáng xuống từ trên trời, giống như một ngôi sao lửa ập về phía Lâm Nhất. Keng! Lâm Nhất bay lên cao, rút kiếm khỏi vỏ. Khoảnh khắc ấy, kiếm ý trên người hắn bùng phát đến cực hạn. Bá kiếm tâm pháp vận chuyển trong cơ thể hắn, hắn áo trắng như tuyết, người ở giữa không trung giống như bá chủ tuyệt đại, bế nghệ tám phương. Một kiếm đâm ra, đóa hoa có gai ngưng tụ từ ngọn lửa như ngôi sao ấy bỗng chốc nứt ra. Thất huyền bộ, kim ô tung cánh. Hai cánh tay dang rộng, Lâm Nhất lướt người giết về phía Cổ Dương, hắn như kim ô nhanh như tia chớp. Thân pháp của hắn nhanh đến cực hạn, nhưng phong mang của kiếm trong tay còn nhanh hơn. Chỉ chớp mắt, bá kiếm kinh hãi trong nháy mắt và thất huyền bộ dung hợp gần như hoàn hảo. Nhưng đúng lúc đó, Kim Triển giết tới, hắn ta tế võ hồn yêu lang, đánh ra một trường. Một trường đó bỗng chốc ngưng tụ thành vuốt sói khổng lồ lan tràn khí màu tím ở giữa không trung. Khí màu tím lan tràn ấy vô cùng đáng sợ, giống như chứa đựng kịch độc. Nếu bị một trường này đánh trúng sẽ khá khổ sở. Nếu muốn tránh chỉ có thể từ bỏ ra tay với Cổ Dương trước, nhưng một khi từ bỏ, thế tấn công của Cổ Dương sẽ lập tức ập đến như nước lũ. Sau đó, Kim Dực bị đánh lùi cũng sẽ triển khai thế tấn công lần nữa. Đến lúc ấy sẽ hoàn toàn rơi vào nhịp điệu của ba người họ. Nhưng biết rõ là thế cũng phải từ bỏ, bởi vì một trưởng của Kim Triển chấp thời cơ thật sự quá độc. Hay! Nhân tài thế gia Thành Thiên Lăng nhìn thấy cảnh này, không khỏi lên tiếng tán thưởng, ba người phối hợp cực kỳ ăn ý. Trung Quy cũng là thất tú Thiên Lăng, chỉ cần tế võ hồn, liên thủ với nhau, vẫn có thể khiến Lâm Nhất tiêu hao cạn sức lực. Từ bỏ sao? Không thể nào. Kiếm đã rời tay thì phải uống máu giết người, ta một lòng hướng kiếm, quyết tiến không lùi. Bất cứ sức mạnh nào cũng không ngăn nổi sát tâm của Lâm Nhất, hắn đến là để giết người, cơn giận trong lòng không phát tiết thì không vui. Bá kiếm, kinh hãi trong nháy mắt. Đôi cánh thương khung như màn nước ngưng kết từ kiếm khí vô biên hiện ra, Lâm Nhất từ trên trời hạ xuống, ánh mắt dữ tợn cay độc. Kiếm này hắn hóa thân thành sát thần cái thế, ai ngăn chặn sẽ giết người đó. Vù! Lâm Nhất giống như dịch chuyển tức thời, kiếm mang vô biên lập tức chém nát kiếm thế hàn mang của Cổ Dương, chém tan cơn bão ngưng tụ từ hàn mang. Một mảng huyết quang không ngừng bắn tung tóe từ trên xuống dưới. Cổ Dương bị chém thành hai nửa từ đầu tới chân. Lại giết thêm một kẻ trong thất tú Thiên Lăng. Không ai ngờ sát ý của Lâm Nhất lại nặng như vậy, kiếm của hắn không hề do dự giết chết Cổ Dương. Không. Các trưởng lão Cổ gia lập tức đau lòng không thôi, thống hận Lâm Nhất thấu xương. Đáng tiếc, có cho bọn họ trăm lá gan, bọn họ cũng không dám xông lên lôi đài của Bắc Tuyết Sơn Trang. Hình ảnh lúc trước trưởng lão Trần gia bị đánh ngất bởi một trưởng vẫn còn rõ ràng trước mắt. Ai nấy tức đến sầm mặt, nghiến răng nghiến lợi. Thậm chí nếu Lâm Nhất vào Bắc Tuyết Sơn Trang, lửa giận trong lòng bọn họ có lớn thế nào chăng nữa, e rằng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Nhất rời đi. Nghĩ đến đó, trong lòng bọn họ không khỏi nghẹn uất hơn, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào một trưởng của Kim Triển. Lâm Nhất cố chấp muốn giết Cổ Dương chắc chắn sẽ không tránh được một trưởng đó, không có bất cứ khả năng nào cả. Chết đi, cái chết của Cổ Dương khiến Kim Triển xúc động cực mạnh, một trưởng này đánh ra không khỏi trở nên đáng sợ hơn. Trưởng mang màu tím với kịch độc lan tràn cuồn cuộn đánh xuống, ngay cả hư không cũng rung chuyển dữ dội dưới trưởng này. Vù! Gần như trong khoảnh khắc Lâm Nhất chém chết Cổ Dương, trưởng mang đó đã đánh vào người Lâm Nhất từ phía sau. Trong tiếng vang động trời, khói độc màu tím bao phủ lấy Lâm Nhất. Hung hãn quá! Đám đông chứng kiến cảnh đó hút ngược một hơi khí lạnh, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Thà chống chịu sát chiêu đáng sợ như vậy cũng phải giết chết Cổ Dương, nỗi oán hận trong lòng Lâm Nhất rốt cuộc lớn đến mức nào. Nhưng nghĩ lại, đổi lại là bọn họ, e rằng nỗi oán hận và lửa giận trong lòng cũng sẽ không kém hơn hắn chút nào. Thất đại tân tú hợp sức bao vây Lâm Nhất cũng đã đành, còn phải cao thủ bán bộ thiên phách dùng chuông huyền âm trấn áp Lâm Nhất. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lúc đó Lâm Nhất phải chịu sự sỉ nhục đến mức nào?
Sự vô sỉ mặt dày của đám người này không thể dùng lời nói để hình dung. Chỉ là rất ít người có thể giống như Lâm Nhất, may mắn nhặt lại một mạng, lập tức cầm kiếm giết ngược trở lại. Kẻ nào giết ta, tất giết kẻ đó. Cơn oán hận và lửa giận ai cũng có, nhưng khí phách và dũng khí như vậy thì không phải ai cũng có được. Kim Triển khoan thai đáp xuống đất, một trường này đã tiêu hao một nửa chân nguyên của hắn ta. Sắc mặt hắn ta tái nhợt, thở dốc, nhìn về phía khói độc mờ mịt ở phía trước. Trong mắt hắn ta lóe lên sự lạnh lẽo, lạnh giọng nói, ngu ngốc. Hắn ta hiểu rõ một trường của mình đáng sợ đến thế nào, dù là Trần Tử Ngọc hay Sở Mộ Viêm chống đỡ một trường này cũng thành sống dở chết dở. Cổ Dương. Chết cũng chết rồi, hắn ta hoàn toàn không quan tâm, có thể dùng Cổ Dương đổi mạng của Lâm Nhất quả thật không thỏa đáng. Cuối cùng tên kiếm nô này cũng phải chết trong tay ta. Trên mặt Kim Triển hiện lên vẻ dữ tợn, không đợi khói độc tiêu tan đã mang theo sát ý xông tới phía trước. Hắn ta không muốn cho Lâm Nhất cơ hội thở lấy hơi, hắn ta muốn nhân lúc hắn bị thương nặng mà giết luôn hắn. Cẩn thận! Đúng lúc đó, Kim Dực ở xa xa chợt biến sắc, gào đến khản giọng. Trong khói độc lóe lên một tia lửa điện màu bạc chói mắt. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, nét dữ tợn trên gương mặt Cận Chiến còn chưa kịp tan hết, kiếm Táng Hoa đã đâm thủng ngực hắn ta. Kiếm quang bùng nổ, cả người Kim Triển bị đánh bay ra ngoài. Ông ông! Một kiếm này quá nhanh, cho đến lúc này, mọi người mới nghe thấy âm thanh kiếm ý tranh nhau gào thét. Khói độc bị đánh tan tác, 16 đường long văn phát ra tia lửa điện đùng đùng không dứt, hợp thành chiến giáp thương long cổ xưa bao bọc khắp người Lâm Nhất. Hắn lau sạch vết máu rỉ ra ở khóe miệng, vẻ mặt lạnh lùng, bước từng bước đến. Mọi người chấn động, Kim Triển đánh ra một trường khủng bố như vậy, mà Lâm Nhất chỉ bị thương nhẹ, rốt cuộc thân thể hắn mạnh mẽ nhường nào. Ca, có phải ta sẽ chết không? Kim Dực phi thân qua, đón lấy cơ thể Kim Triển ngay khi hắn ta sắp rơi xuống. Lúc này, kiếm Táng Hoa đã đâm thủng ngực Kim Triển, sắc mặt hắn ta tái nhợt, sinh cơ liên tục xói mòn. Dù là thiên phách thì bị đâm thủng ngực như vậy cũng chỉ có cái chết, huống chi là hắn ta. Phụt. Vừa dứt lời, Kim Dực còn chưa kịp lên tiếng an ủi thì Kim Triển đã chút hơi thở cuối cùng. Không. Hai mắt Kim Dực đỏ ngầu, gào lên một tiếng thấu tận tâm can. Cảnh tượng trông rất đau thương, nhưng rất nhiều võ giả đến từ các nơi khác lại thờ ơ như không, vẻ mặt còn có chút lạnh lùng. Sớm biết có ngày hôm nay. Lúc trước cần gì phải làm thế? Tuy nhiên, có lẽ khi liên thủ vây quét Lâm Nhất, đám người này chưa từng nghĩ đến có một ngày đối phương sẽ quay về báo thù. Trong mắt bọn họ, Lâm Nhất cùng lắm chỉ là một con ruồi mà thôi, cứ vo ve bên tai, đập chết thì cũng đã đập chết rồi. Ai bảo hắn chỉ là một tên kiếm nô, lại dám dương oai ở thành Thiên Lăng, khoảnh khắc hắn bước chân vào mật cảnh kiếm tông, đám người kia đã xem hắn là người chết rồi. Cho nên tâm của Lâm Nhất cũng như một kiếm chém ra, hận này còn chưa tiêu, hắn vẫn còn giết chóc. Thất Tú Thiên Lăng, không tha bất kỳ một ai. Kiếm nô chó má, ta giết ngươi. Mắt thấy đệ đệ ruột thịt chết thảm, Kim Dực bỗng phát cuồng, liền liều lĩnh xông về phía Lâm Nhất. Mái tóc dài của hắn ta điên cuồng bay lượn trong gió, khí tức toàn thân sôi trào, vô số đốm lửa vàng xuất hiện, ngưng tụ lại thành chiến giáp. Ở vị trí ngực của chiến giáp có một ngọn lửa đỏ như máu rực cháy, trông rất đáng sợ. Hai mắt hắn ta đỏ ngầu, trên mặt có máu tươi rỉ ra. Chỉ trong khoảnh khắc, uy áp trên người Kim Dực đã vọt thẳng lên cảnh giới âm dương viên mãn đỉnh phong, cực kỳ khủng bố. Tên này điên rồi. Hắn ta đang tiêu hao bổn nguyên. Thật đáng sợ. Nhìn thấy tình trạng của Kim Dực. Quần chúng vây xem liên tiếp phát ra tiếng kinh hô, cái này đúng thật là liều mạng giết Lâm Nhất. Lúc này, tu vi của Kim Dực tăng vọt, chỉ trong một cái chớp mắt, hắn ta đã đến trước mặt Lâm Nhất, nhân cơ hội hắn còn chưa thu kiếm lại, đã duỗi tay đánh ra một trường, hòng trấn áp đối phương. Một ngọn lửa màu vàng bùng lên phía sau lưng Kim Dực, rồi ngưng tụ thành một đóa kinh cực chói mắt. Trưởng mang còn chưa hoàn toàn đánh xuống mà trên mặt đất đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, cả người Lâm Nhất còng xuống, cứ như bị một cái lồng vô hình vây khốn,
cơ thể hắn cứng nhắc, ngay cả việc nhúc nhích cũng khó khăn. Mạnh thật. Rất nhiều nhân tài kiệt xuất lộ vẻ kinh hãi, trong mắt phụt qua tia khác thường, Thất Tú Thiên Lăng một khi liều mạng quả thật đáng sợ. Lâm Nhất không dám khinh thường, giang hai tay ra, mười đầu ngón tay dần trở nên trong suốt, hóa thành ngọc lưu ly tím. Khi trưởng mang sắp nện vào người, những ngón tay như ngọc kết thành ấn, rồi búng thẳng ra. Ông! Một ngón tay búng nhẹ vào trưởng mang khủng bố, tiếng đàn lảnh lót vang lên, tiếng đàn như kiếm, sau khi hóa giải uy danh hùng hậu kia, cả người Lâm Nhất bồng bềnh theo gió, bay ngược về sau. Sắc mặt Kim Dực lạnh lùng, nhưng hắn ta cũng không bám giết, sau khi dùng một trưởng đánh lui Lâm Nhất, chẳng mấy chốc, hắn ta lại đánh ra một trưởng. Phía sau hắn ta, hoa nở rồi hoa lại tàn, lửa vàng sinh rồi diệt, lửa cháy hừng hực, hóa thành một cơn bão quét ngang toàn bộ lôi đài. Thanh thế khiến người ta cực kỳ sợ hãi, trông hắn ta hệt như dòng giang hà đổ đầy dung nham, tầng tầng gợn sóng, ào ào đổ ập đến. Lâm Nhất không chút hoảng sợ, hai tay đẩy mạnh, mười ngón uyển chuyển, liên tục búng ra. Thoạt nhìn, những ngón tay di chuyển rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi một kích đều đánh thẳng vào điểm yếu của đối phương, khiến hắn ta tự đẩy bản thân vào tuyệt cảnh. Đôi tay kia biến ảo linh hoạt, như cánh bướm bay lượn giữa những bụi hoa, đẹp đến mức không giống tay người. Đầu ngón tay lên lên xuống xuống, mỗi một lần va chạm đều bắn ra tiếng đàn huyền diệu. Leng keng, tình tang. Trong lúc tiếng đàn được tấu lên, chỉ có một số ít người nhìn ra được kiếm thế trên người Lâm Nhất đang liên tục xúc tích, có luồng khí vô hình quanh quẩn khắp người Lâm Nhất theo tiếng đàn. Nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện kiếm thế hùng hậu kia đủ để khiến trái tim trong lồng ngực nảy lên vì hoảng sợ. Kiếm thế khủng bố đến mức khó mà tưởng tượng được một khi bộc phát sẽ chói mắt như nhường nào. Trong tay không có kiếm thì ngươi cũng chỉ là một con chó chết, lấy gì đấu với ta? Kim Dực tiêu hao bổn nguyên đến cực hạn, trong mắt hắn ta tràn ngập sát ý, sắc mặt âm u mà dữ tợn. Hắn ta gầm lên giận dữ, hai tay hợp lại thành hình chữ thập. Phút chốc, cơn bão lửa đang bao trùm khắp lôi đài bỗng nhiên hội tụ về một chỗ. Giây tiếp theo, nó đã ngưng tụ thành hai bàn tay khổng lồ dài đến 10 trượng trên đỉnh đầu hắn ta, kế đó, hai tay chắp lại. Âm. Chỉ là sóng âm do hai bàn tay kia chắp lại mà đã chấn cho nhiều người hộc máu tại chỗ, bị thương không nhẹ. Chết. Giữa không trung, Kim Dực phung mạnh tay phải lên, rồi dùng tốc độ tia chớp hung hăng đánh xuống. Bàn tay lửa dài 10 trượng kia cũng đồng thời giơ lên, nện xuống như một quả núi. Đến. Ầm. Phút chốc, có bóng mờ cực lớn bao phủ toàn bộ lôi đài, một trưởng do đôi bàn tay chắp lại kia đánh xuống dường như muốn cắn nuốt hết tất cả. Đứng dưới bóng mờ, sắc mặt Lâm Nhất không hề thay đổi, tay phải hệt như ngọc phung lên, những ngón tay lúc trước còn rất linh động, nhưng hiện tại đã dần chậm lại, thậm chí thoạt nhìn có hơi cứng nhắc. Khi ngón tay gãy vào hư không, âm thanh phát ra cũng ngày càng nặng nề. Mười ngón tay nối thẳng đến tim, nặng lòng xiết bao. Núi cao vạn trượng, chẳng bằng lòng này. Rầm, rầm, rầm. Mười ngón tay linh hoạt, mỗi một lần hạ xuống đều không sai một khắc nào, khiến kiếm ý ngày càng bùng nổ một cách dữ dội. Đến khi bàn tay khổng lồ kia đánh xuống, duệ khí trong mắt Lâm Nhất đã bừng sáng hệt như sao trên trời. Đôi bàn tay ngọc lưu ly tím xinh đẹp vung lên trong thoáng chốc. Kiếm thế nặng nề như hồ sâu bao quanh người hắn ầm ầm tách ra, một luồng kiếm quang màu tím bắn ra từ ngón tay, phút chốc, mái tóc dài của Lâm Nhất bay nhảy điên cuồng trong gió, quần áo phấp phới, gương mặt tuấn tú như yêu tinh, duệ khí giữa hai đầu lông mày tùy ý phóng thích. Tạch. Dưới bóng mờ có một luồng sáng bắn lên, bàn tay lửa cực lớn bị đâm thủng, Kim Dực phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bị đánh bay ra ngoài. Việc này, trong mắt hắn ta lộ vẻ không dám tin, rõ ràng là hắn ta đã ép Lâm Nhất đến đường cùng rồi mà. Hắn ta cũng không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, thoáng chốc, một bóng người đã xông mạnh đến, bàn tay lửa khiến người ta sợ hãi kia bị va vào, nhanh chóng vỡ thành vô số đốm lửa nhỏ. Giữa hằng hà sa số tia lửa đang lụi tàn, Lâm Nhất từ từ bước đến. Thoạt nhìn không nhanh cho lắm, nhưng trên thực tế đã đạt đến tốc độ kinh người. Trong chốc lát, hắn đã đến trước thi thể Kim Triển,
duỗi tay rút lấy kiếm táng hoa đang cắm trên ngực hắn ta. Xoẹt xoẹt. Kiếm quang quét qua, Kim Dực bị đánh bay giữa không trung, còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã bị chém ngang người. Động tác của hắn như mây trôi nước chảy, vừa nhanh lại vừa dứt khoát, nhưng lại khiến người ta có cảm giác xinh đẹp mà nhàn nhã. Vô số người ngẩng đầu nhìn, trên đài, thanh niên áo trắng đang tra kiếm vào vỏ, chỉ một động tác đơn giản nhưng lại chẳng khác nào tử thần, mang đến lực uy hiếp rúng động lòng người. Lâm Nhất, Kim gia ta cùng ngươi không chết không thôi, hôm nay, ngươi đừng hòng rời khỏi thành Thiên Lăng. Trong mắt các trưởng lão của Kim gia thành Thiên Lăng lóe lên sát ý đáng sợ, bọn họ nhìn chòng chọc vào Lâm Nhất. Tiêu Vân Tông ta ắt diệt kẻ này. Từ trên xuống dưới Tần gia ta, nếu không chính tay đâm chết tên nô tài này, thề rời khỏi thành Thiên Lăng. Cổ gia ta sẽ hoàn trả gấp trăm lần mối thù này. Ba gia tộc lớn của thành Thiên Lăng, cộng thêm tông môn đệ nhất đồng loạt phát ra lệnh tất sát. Sát ý trên người bọn họ gần như cô đọng thành thực chất, khiến mây trắng trên trời cũng muốn nhuộm đen. Câm miệng. Nhưng ở vị trí của Bắc Tuyết Sơn Trang, Mạc trưởng lão trợn trừng mắt, hung hăng nhìn đám người này, khiến sát ý trên người bọn họ bị đâm thủng lỗ chỗ, vô cùng hỗn loạn. Cả đám nhìn về phía ông lão kia, trong đôi mắt phần đục của ông ta là hai vòng xoáy đen kịt, bên trong vòng xoáy, kiếm ý cô đọng thành một ngôi sao lạnh, gần như có thể đâm thủng hư không. Bọn họ lập tức bị dọa khiếp phía, vội thu hồi lửa giận, vì cố nén mà sắc mặt đỏ bừng lên, trông vô cùng khó chịu. Dáng vẻ đám người này trông rất buồn cười, nhân tài kiệt xuất đến từ các nơi khác không nhìn được, cười ầm lên, ngày thường, những người này đã quen thói kiêu ngạo, hoành hành ngang ngược trong thành Thiên Lăng, hống hách, cố chấp, nói một câu không hợp liền ra tay giết người. Hôm nay, đối diện với Bắc Tuyết Sơn Trang mạnh mẽ hơn, chỉ một ánh mắt thôi mà cả đám đã câm như hến. Nhục nhã cỡ nào, bọn họ sắp nghẹn chết rồi kia kìa. Nhưng không đợi Mạc trưởng lão lên tiếng, trong trời đất đột ngột vang lên một giọng nói trầm khàn và lạnh như băng, Lâm Nhất, người có gan thì bước lên lôi đài của Tử Nguyệt Động Thiên. 5 ngày trước, ta có thể dùng 3 chiêu để đánh bại ngươi, 5 ngày sau, ta cũng có thể giết ngươi như giết một con chó. Đó là Trần Tử Ngọc. Lòng kẻ này còn tối tăm hơn sắc mặt của hắn ta, nhìn ra điểm mấu chốt của sự việc, hắn ta cố tình chọc giận Lâm Nhất, khiến hắn mất đi sự che chở của Bắc Tuyết Sơn Trang. Nếu ngươi đã một lòng muốn chết, ta đáp ứng ngươi là được. Nhưng bất ngờ là Lâm Nhất lại chẳng chút do dự, hắn lập tức bay vọt lên trời hướng về phía lôi đài của Tử Nguyệt Động Thiên. Trên vị trí của Tử Nguyệt Động Thiên, trong mắt Khuynh Nhược u lóe lên tia sáng lạnh. Bên cạnh có trưởng lão ngầm hiểu ý, bèn lạnh lùng nói, đánh chết hắn. Vầng trăng tím sẫm màu bao phủ trên lôi đài bỗng chốc nện mạnh về phía Lâm Nhất trước ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều người. Thiên Yêu Các, Bắc Tuyết Sơn Trang, Tử Nguyệt Động Thiên, tam đại bá chủ đồng thời dựng lôi đài thu đồ đệ. Mỗi bên đều có khảo nghiệm, dù là tượng yêu thú của Thiên Yêu Các, hay là kiếm trận của Bắc Tuyết Sơn Trang đều cực kỳ đáng sợ, bất cần một chút là sẽ mất mạng. Nhưng hiển nhiên, nếu nói khảo nghiệm của nhà nào đáng sợ nhất thì chắc chắn phải kể đến Tử Nguyệt Động Thiên. Vầng trăng màu tím ấy quỷ dị đến mức khiến người ta không tưởng tượng nổi. Có mấy người tiến lên thì bị già chết, cách chết này chưa từng nghe nói, đáng sợ cực kỳ. Bây giờ, vầng trăng màu tím ấy chủ động tấn công, đánh thẳng về phía Lâm Nhất dưới sự thao túng trong âm thầm của mấy trưởng lão Tử Nguyệt, lập tức dẫn đến một tràng tiếng hô kinh ngạc. Mạc trưởng lão của Bắc Tuyết Sơn Trang sừng sốt, sau đó trong mắt toát ra sát ý lạnh lẽo. Lướt mắt qua, dừng trên người Trần Tử Ngọc ở trên lôi đài Tử Nguyệt, tâm tư tên nhóc này thật ác độc. Lâm Nhất chủ động rời đi, điều này khiến ông ta muốn nhúng tay vào cũng không được, trong lòng vô cùng phẫn nộ. So với sự phẫn nộ của ông ta, tứ đại gia tộc thành Thiên Lăng và các trưởng lão Tiêu Vân Tông lại sáng mắt, vẻ mặt mừng rỡ. Mất đi sự bảo vệ của Bắc Tuyết Sơn Trang, còn ai có thể bảo vệ được hắn? Chỉ riêng vầng trăng màu tím này là đủ để đập chết Lâm Nhất. Ngu xuẩn. Trần Tử Ngọc trên lôi đài nhếch miệng cười nhạt, trong mắt lộ ra sự giễu cợt nồng đậm, vài ba câu đã bị khích tự chui đầu vào lưới. Thiên phú có cao hơn nữa cũng là một kẻ lỗ mãng, định sẵn sẽ bỏ mạng.
Sở Mộ Viêm ở bên cạnh cũng lộ ra ý cười trên mặt, chung quy cũng là Trần Tử Ngọc, xét về thủ đoạn độc ác thì Lâm Nhất không đủ sách giày cho hắn ta. Tên nhóc này hôm nay chết chắc rồi, vầng trăng màu tím đó treo lơ lửng bất động đã buộc Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm phải liên thủ mới có thể thông qua khảo nghiệm. Bây giờ nó chủ động tấn công, sao có được đường sống? Đợi hắn hóa thành đống xương khô, ta chắc chắn sẽ dẫm đạp xương hắn thành cho bụi. Hừ, cách chết này đúng là hời cho hắn. Các trưởng lão thế gia thành Thiên Lăng ai nấy nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra vẻ không cam tâm. Đối với bọn họ mà nói, dù là dẫm đạp thành cho bụi cũng xem như hời cho Lâm Nhất, phải khiến hắn sống không bằng chết mới có thể chút nỗi hận trong lòng. Yên tâm, vầng trăng màu tím này vẫn chưa đập chết được tên nhóc đó, cứ đợi thủ đoạn của Tử Ngọc thiếu ra đi. Hôm nay hắn muốn chết cũng khó. Đúng lúc đó, có người lên tiếng nói Lâm Nhất không chết được. Đó là Trần Vọng Dã, cao thủ bán bộ thiên phách lúc trước đã khống chế chuông huyền âm trấn áp Lâm Nhất. Ông ta đứng ở chính giữa các trưởng lão Trần gia, vẻ mặt ung dung, thản nhiên cười nói. Chỉ là ý cười ít nhiều có chút âm u lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run. Trong lúc nói chuyện, vầng trăng màu tím sâu sắc ấy đập vào người Lâm Nhất, chỉ nghe một tiếng vang lớn. Ánh sáng màu tím giống như thủy ngân bắn ra tung tóe, dốc ngược xuống, nơi ánh trăng đi qua, cây cỏ héo khô, mặt đất bỗng chốc đen kịt hoang vu. Lâm Nhất ở giữa không trung bị đập mạnh xuống đất, khóe miệng tràn máu, sắc mặt hơi tái đi. Phế vật, người muốn đến giết bọn ta mà ngay cả tư cách đứng trên lôi đài cũng không có. Kiếm nô, người còn dám tiếp tục lên đây nữa không? Trong mắt Sở Mộ Viêm trên lôi đài lộ ra sự giễu cợt, cười nhạo không thôi. Hai người các ngươi gấp gáp muốn chết thế sao? Lâm Nhất lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, lạnh giọng nói. Trần Tử Ngọc lại cười gằn, ha ha ha, người vẫn lên đây trước rồi nói. Bản công tử đã nói, 5 ngày sau ta có thể đánh bại ngươi trong 3 chiêu, 5 ngày sau, ta giết ngươi vẫn giống như giết chó mà thôi. Hai người họ đầy vẻ kiêu ngạo, huênh hoang vô cùng, giữa chân mày phong mang hiển hiện. Bọn họ nhìn ra được, đòn này khiến Lâm Nhất bị thương không nhẹ, thêm vài lần nữa thì cho dù miễn cưỡng lên đài cũng là người bị thương nặng. Tùy tiện một trong số họ nhẹ nhàng động ngón tay là đủ để nghiến chết hắn. Sao phải sợ? Không những không sợ mà hai người còn mong sao Lâm Nhất lên đây sớm hơn. Thấy hắn giết liên tiếp 5 người, tỏa ra hào quang, trong lòng hai người đã dâng đầy oán hận. Phải biết rằng chính miệng hai người họ đã nói với U Nhược Điện Hạ rằng Lâm Nhất đã chết. Bây giờ Lâm Nhất cầm kiếm giết tới. Mỗi lần hắn giết một người chẳng khác nào tát cho bọn họ một bạt tai ngay trước mặt Khuynh Nhược U. Lâm Nhất giết liên tiếp 5 người, mặt hai người họ đã bị tát sưng từ lâu, chỉ muốn giết Lâm Nhất ngay bây giờ. Không lâu trước đây, hai người họ đã thể chắc chắn trước mặt Khuynh Nhược U rằng Lâm Nhất đã chết, chết không còn mảnh vụn nào. Nhưng những chuyện xảy ra trước mắt làm sao giải thích? Thất Tú Thiên Lăng bị Lâm Nhất giết như giết chó dưới kiếm của hắn. Đúng là nhục nhã vô cùng. Trên ghế ngồi, gương mặt phong hoa tuyệt đại của Khuynh Nhược U đã xa sầm từ lâu, âm trầm đáng sợ. Dù không có ánh mắt nào rơi trên người hai người họ, nhưng Sở Mộ Viêm và Trần Tử Ngọc vẫn cảm thấy áp lực như núi đè, như mũi nhọn ở sau lưng. Sát ý trong lòng hai người họ đáng sợ thế nào không cần nói cũng biết, lột da róc xương Lâm Nhất cũng không đủ chút giận. Tiểu kiếm nô, người có thể sống đến bây giờ là nhờ vào con xúc sinh huyết long mã kia sao? Sở Mộ Viêm lạnh lùng nhìn về phía Lâm Nhất, cười nhạt nói con xúc sinh đó dùng thân bảo vệ ngươi đúng là trung thành. Đáng tiếc, nó chết rất thảm, ngay cả đầu cũng bị nổ tung, xương cốt còn lại cũng bị hai người bọn ta dẫm đạp thành cho bụi. Con xúc sinh đó là bị bọn ta dẫm thành cho đấy, không phải ngươi muốn báo thù sao? Hai người bọn ta ở đây đợi ngươi. Trong lòng Lâm Nhất bùng lên sát ý ngút trời, sâu trong mắt hắn có lửa giận vô tận. Nhắc tới huyết long mã, hắn thực sự không thể khắc chế luồng sát ý này. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm trên lôi đài nhún vai, đều mỉm cười nhàn nhạt nhìn hắn, cực kỳ giễu cợt. Muốn chọc giận ta sao? Yên tâm, ta sẽ lên đó, trân trọng cơ hội còn có thể nói chuyện lúc này đi. Dù sao ngươi sắp chết,
bây giờ không nói thì vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội nữa. Giọng nói Lâm Nhất hơi khàn khàn, nhưng sát ý chứa trong giọng nói có vẻ bình thản đó lại khiến tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Giữa lưng núi, một mảnh yên tĩnh. Cuộc đối thoại đó xem như đã khiến mọi người cảm giác được sát ý không thể hòa giải giữa đôi bên. Vô sỉ! Quách Húc lạnh lùng chửi rủa một tiếng, Tử Nguyệt động thiên này đang âm thầm xử Lâm Nhất, lại để vầng trăng tím chủ động tấn công Lâm Nhất. Thật sự nghĩ không ra đường đường là bá chủ mà lại làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy. Giữa đất băng, Lâm Nhất nhìn sang bàn tay mình, trong tay hắn có khói tím lượn lờ, da rẻ không ngừng lão hóa. Nhưng huyết khí của hắn hùng hậu như biển cả, da rẻ lão hóa nhanh chóng lột xác sống lại. Trong khi không ngừng lặp lại, ánh trăng màu tím ấy tiêu hao hết cũng không thể làm bàn tay Lâm Nhất lão hóa. Ngẩng đầu nhìn về phía vầng trăng màu tím ấy, trong lòng Lâm Nhất đã có tự tin. Vầng trăng tím trông có vẻ quỷ dị, nhưng thực tế cũng chỉ là đang nuốt chửng khí huyết mà thôi, chỉ là thủ đoạn tà tu bàng môn tà đạo. Tương tự như phệ huyết ma điển của Lôi Vân Tử, cái gọi là lão hóa hoàn toàn không đáng sợ như trong tưởng tượng. Với khí huyết đáng sợ thương long cửu biến luyện thành của hắn, tốc độ vầng trăng màu tím nuốt chửng khí huyết của mình hoàn toàn không bằng tốc độ huyết khí của hắn tái tạo. Chân Lâm Nhất giẫm mạnh xuống đất, lại bay lên cao lần nữa, bay về phía lôi đài kia. Sở Mộ Viêm và Trần Tử Ngọc lập tức sáng mắt lên, đưa mắt nhìn nhau, khóe miệng mỗi người đều nhếch lên một đường cong. Kiếm nô quả nhiên ngu xuẩn cùng cực. Chấn chết hắn. Trên hàng ghế của Tử Nguyệt Động Thiên, mấy trưởng lão âm thầm kết ấn, vầng trăng màu tím sâu sắc ấy lại hạ xuống lần nữa. Nhưng lần này Lâm Nhất hoàn toàn không quan tâm đến ánh trăng rơi xuống trên người, hắn nhướng mày, tiếng rồng kêu trong cơ thể vang lên. Thương long cửu biến, phong lôi nổi dậy. Khí huyết minh mông sánh ngang với man thú trong cơ thể và sức mạnh sấm sét dày nặng chứa sức mạnh 160 đỉnh sôi trào trong cơ thể chồng lên nhau, bùng phát tiếng sấm động trời. Tiếng sấm nổ ra, dư âm lan rộng, các võ giả bản địa thành Thiên Lăng ở vòng ngoài bị chấn ù tai lóa mắt, thổ huyết bay ngược đi. Tan. Năm ngón tay Lâm Nhất khép chặt, sức mạnh thương long rồi rào ngưng tụ ra lôi quang chói mắt trong quyền mang, hoàn toàn che lấp ánh trăng màu tím ấy. Trong chu vi 10 dặm, lôi quang trong quyền mang của Lâm Nhất giống như là nguồn sáng duy nhất. Quyền mang tia chớp chói mắt ấy đánh mạnh vào vầng trăng màu tím, chợt nghe thấy một tiếng động lớn vang lên, trong vầng trăng tím có máu bắn ra tung tóe. Rắc, rắc. Hào quang bên ngoài vầng trăng màu tím giống như thủy tinh vỡ nát để lộ một con nhộng xấu xí to béo. Đó đâu phải là vầng trăng tím gì, rõ ràng là một quả trứng yêu. Mọi người kinh ngạc, con nhộng kia bị ánh chớp ngấm vào, lập tức nổ tan thành màn xương máu. Sao có thể? Trên hàng ghế của Tử Nguyệt Động Thiên, mấy trưởng lão đang âm thầm điều khiển nó bỗng phun ra máu tươi. Bọn họ vô cùng kinh ngạc, trong mắt hiện lên vẻ không tin nổi. Trong ánh trăng tan vỡ giữa trời, Lâm Nhất một thân áo trắng, sắc bén như kiếm, người nhoáng lên, đã đáp xuống lôi đài. Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm biến sắc, không khỏi lùi về sau mấy bước dưới sự sắc bén đó. Sắc mặt bọn họ có vẻ hơi mất tự nhiên, chuyện này không giống như trong kịch bản mà bọn họ tưởng tượng. Lâm Nhất nên bị thương nặng, áo trắng nhuộm máu, chật vật vô cùng lên lôi đài mới đúng. Nhưng bây giờ hắn lại tỏa ra sự sắc bén, đâu có chút vẻ chật vật nào, ngược lại lộ rõ phong mang, ánh mắt sắc bén có thể đâm thủng hư không? Không hay. Các trưởng lão Trần gia không khỏi kêu lên kinh ngạc. Đừng hoảng, tên nhóc đó chắc chắn là nỏ mạnh hết đà, đợi xem thủ đoạn của Tử Ngọc thiếu gia là được. Trong mắt Trần Vọng dã lóe lên tia sáng, khẽ giọng nói. Với sự hiểu biết của ông ta, vầng trăng màu tím của Tử Nguyệt Động Thiên khá quỷ dị, có lẽ có rất nhiều ánh trăng sót lại trên cơ thể Lâm Nhất, tuyệt đối không nhẹ nhàng như bề ngoài nhìn thấy. Thực tế đúng như lời ông ta nói. Nhưng Lâm Nhất hoàn toàn không để ý, tim hắn không ngừng đập thình thịch. Thương long ấn tỏa ánh sáng, tim hắn đập mạnh đến đáng sợ, trong lúc đập có huyết khí dồi dào như nước suối không ngừng tuôn trào. Dù cho ánh trăng màu tím quỷ dị đó có cắn nuốt thế nào cũng không đuổi kịp tốc độ khí huyết sinh ra.
Nghe thấy lời nói của Trần Vọng Dã, mọi người Trần gia hơi bình tâm lại, dù sao Trần Tử Ngọc cũng có thiên phú cảnh giới âm dương viên mãn, còn nắm giữ ý chí võ đạo hàn băng. Lùi ra xa thế làm gì, không phải nói giết ta như giết chó sao? Qua đây đánh chết ta đi. Lâm Nhất lướt mắt nhìn, dừng lại nơi Trần Tử Ngọc, đầy khiêu khích. Ta sợ ngươi hay sao? Trần Tử Ngọc cười khẩy một tiếng, ý chí hàn băng ầm ầm bùng nổ, một luồng uy áp đáng sợ lập tức dày nặng như vực sâu. Chỉ trong nháy mắt, khí lạnh đó đã phủ đầy xương hoa lạnh lẽo trên lôi đài rộng lớn. Nếu là nhân tài tầm thường, chỉ đứng trên xương hoa đó thôi cũng sẽ bị đông thành cột băng, nhưng kiếm ý của Lâm Nhất đã đạt tới đỉnh phong viên mãn từ lâu, không hề sợ hãi. Keng, keng, keng. Có vô số khí lạnh như tơ muốn ngấm vào cơ thể Lâm Nhất, nhưng kiếm ý lượn lờ quanh người hắn, kiếm ý sắc bén chém đứt toàn bộ số tơ đó không nể nang gì. Chết! Trần Tử Ngọc khẽ nhíu mày, không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa, chân nguyên khắp người sao động, nhấc tay vỗ một chưởng qua. Quỳnh! Một chưởng này được tế ra, gió lạnh khắp trời rít gào, trong tiếng gió rít còn có âm thanh quỷ hồn thét vang. Gió lạnh buốt xương. Hàn ý tấn công thâm nhập vào tận linh hồn, một chưởng này của hắn ta nhìn như bình thường nhưng thực chất thủ đoạn lại cực kỳ cao minh, chỉ hơi khinh địch một chút là sẽ lập tức mất mạng. Rầm. Nhưng khi chưởng này sắp chạm đến người Lâm Nhất thì một luồng kiếm quang lóe lên, táng hoa kiếm nhanh như thiểm điện, chuẩn xác đâm thẳng vào lòng bàn tay của hắn ta. Mũi kiếm bén nhọn, kiếm ý lạnh lẽo đi kèm với tử diên kiếm kình giạt rào như sóng biển. Một kiếm này đã đâm xuyên qua lòng bàn tay của hắn ta, có máu tươi tràn ra, đau đến mức khiến hắn ta phải thét lên một tiếng sau đó bị đánh văng mạnh về phía sau. Ba chiêu đánh bại ta, ngươi đến một chiêu cũng không đỡ được. Máu tươi nhỏ xuống từ trên táng hoa kiếm, Lâm Nhất nhìn về phía đối phương lạnh lùng chế giễu. Bàn tay phải của Trần Tử Ngọc nhũn ra buông thõng, sắc mặt hắn ta lúc xanh lúc đỏ, bên má nóng rát. Trong lòng hắn ta phẫn hận, đáng ghét, mấy ngày không gặp mà thực lực của kiếm nô này lại trở nên đáng sợ như vậy. Giết ta như giết chó, ta diệt ngươi tựa như diệt cỏ. Lâm Nhất hầu như không để cho hắn ta kịp suy nghĩ nhiều, thúc đẩy kiếm quyết tử diên tầng thứ 11 đến cực hạn, nhấc kiếm liền chém qua. Bá kiếm, chiêu dương phá hiểu. Trên người Lâm Nhất đột nhiên bùng lên quang mang chói lòa. Một luồng kiếm thế vô biên vô địch sộc thẳng lên trời, một kiếm này của hắn, táng hoa kiếm trong tay chém ra một vầng mặt trời đỏ rực. Quỳnh! Mức độ khủng khiếp của kiếm này khiến cho kiếm thế mênh mông hóa thành một quả cầu lửa đáng sợ, là vầng mặt trời đỏ rực ánh lửa. Ánh sáng do kiếm ý biến hóa thành đã nhuộm đỏ cả một vùng trời, như ánh bình minh nổi lên trên mặt biển mênh mông cuộn trào sóng vỗ, cũng là nhiệt huyết vĩnh viễn không bao giờ lụi tàn trong lòng người thiếu niên. Không, không, không. Đám trưởng lão của Trần gia đang đợi Trần Tử Ngọc phát huy uy lực thấy vậy ngây thuẫn ra, bọn họ chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra được, Trần Tử Ngọc tuyệt đối không thể chặn lại được kiếm này. Cho dù là bọn họ đối mặt với chiêu kiếm này thì cũng chắc chắn không thể đỡ được, càng đừng nói là Trần Tử Ngọc vốn đã bị Lâm Nhất phế bỏ một cánh tay. Từng tiếng hô quát tháo đầy tuyệt vọng vang lên, vầng mặt trời kia bị táng hoa đập rơi xuống. Khuôn mặt Trần Tử Ngọc biến sắc, không ngừng lôi hết các chiêu thức thủ đoạn của mình ra. Rầm. Nhưng không hề có chút tác dụng nào, khi vầng mặt trời kia đáp xuống, chỉ chớp mắt đã đè bẹp Trần Tử Ngọc thành đống thịt vụn, nổ tung thành vô số mảnh thịt. Giống như chuông huyền âm đập lên người huyết long mã vậy, ăn miếng trả miếng, lấy gậy ông đập lưng ông. Một kiếm, chỉ một kiếm đã giết chết Trần Tử Ngọc, bầu không khí xung quanh hoàn toàn chìm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang ngạc nhiên há hốc miệng, đều dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt, kiếm khách áo trắng kia cũng đáng sợ quá đi. Ngươi có chạy được không? Đúng vào lúc tĩnh lặng này, Lâm Nhất đứng quay lưng lại với Sở Mộ Viêm đột nhiên lên tiếng. Sở Mộ Viêm kia tương đối gian xảo, hắn ta nhìn thấy Lâm Nhất ra tay với Trần Tử Ngọc liền lập tức lùi về một phía. Khi nhìn thấy Lâm Nhất tế ra chiêu dương phá hiểu thì đã lập tức hiểu ra Trần Tử Ngọc này chết chắc rồi, có thần tiên đến thì cũng không cứu được hắn ta nữa. Hắn ta hầu như không hề có ý muốn báo thù hộ cho đối phương mà cứ thế nhào người lên nhảy ra khỏi lôi đài. Vì để giữ mạng,
đến cơ hội để được gia nhập vào Tử Nguyệt Động Thiên hắn ta cũng chẳng cần nữa. Nhưng ai mà ngờ được khi hắn ta vừa mới đáp xuống đất liền bị Lâm Nhất phát hiện. Lâm Nhất đứng trên lôi đài đang từ từ xoay người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hắn ta, trầm giọng nói, thây cốt của Huyết Long Mã bị ngươi dẫm nát từng miếng, là ngươi, đã nghiền nát nó thành bột mịn rồi vứt đi. Ánh mắt kia mang theo sát ý lạnh lẽo vô cùng, dường như có thể đâm xuyên cả qua hư không. Lòng Sở Mộ Viêm thắt lại, thoáng vẻ bất đắc dĩ, hắn ta hận không thể tát cho mình một bạt tai. Đây chẳng qua là do hắn ta bốc phét mà thôi, thây cốt của Huyết Long Mã kia hầu như chẳng có ai thèm để ý đến, nhưng bây giờ lại bị Lâm Nhất cho là thật. Nhưng mà thoáng nghĩ lại, trên mặt của Sở Mộ Viêm bỗng lộ ra nụ cười, hắn ta đã nhảy khỏi lôi đài rồi thì còn sợ gì hắn nữa. Nên lập tức quát lên, kẻ mạnh của Tiêu Vân Tông ở đâu? Có. Bỗng nhiên các trưởng lão và đệ tử của Tiêu Vân Tông đồng thời hô lên đáp lại. Mọi người nghe lệnh, báo thù thay cho Âu Dương sư đệ, giết tên kiếm nô này. Nghe thấy từng tràng âm thanh hưởng ứng, trong lòng Sở Mộ Viêm cũng bạo gan hơn, đầu tiên hắn ta hạ lệnh, sau đó nhìn về phía Lâm Nhất lạnh lùng cười nói, con xúc sinh kia bị ta nghiền nát rồi vứt cho đi thì đã sao? Kiếm nô ngươi còn muốn một trưởng giết ta hay sao? Sức mạnh cùng kỳ. Bên trong không gian bí mật nơi tử phủ của Lâm Nhất, một hung hồn thái cổ bỗng phát ra tiếng rít gào, sức mạnh thương khung bên trong cơ thể lập tức bùng lên như thiêu đốt. Sức mạnh cùng kỳ biến hóa thành hỏa diệm đốt cháy hoàn toàn 16 đạo long văn dữ tợn, cơ bắp khắp toàn thân hắn cuộn lên, có luồng khí lực rào rạt như sóng biển tràn ra khắp toàn thân. Rầm. Huyết khí vô tận nổ tung từ người Lâm Nhất, hắn một bước đạp nát lôi đài, từ trên trời đáp xuống kèm theo một trường ập xuống. Nhanh quá! Hoàn toàn chỉ dựa vào khí lực mà Lâm Nhất đã đạp một cước nát cả lôi đài, nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp được tốc độ này. Đợi đến khi hắn xuất hiện một lần nữa thì đã ở ngay phía trên đỉnh đầu của Sở Mộ Viêm, hỏa diệm hừng hực khắp toàn thân, cột sáng trên người bùng lên. Có hùng uy cổ xưa hùng hậu như vực sâu vạn trượng hòa vào với cơ thể của Lâm Nhất. Phụt. Sở Mộ Viêm còn chẳng kịp ngẩng đầu lên nhìn, một trường này đã hung hăng đập xuống đỉnh đầu hắn ta, từ đầu đến chân, mỗi một tấc xương cốt và máu thịt đều nứt toác. Trong ánh mắt ngập vẻ kinh hoàng của tất cả mọi người, cơ thể Sở Mộ Viêm giống như chiếc lò xo đang không ngừng xẹp xuống. Đợi đến khi trường kia chạm xuống mặt đất thì máu me đã văng tung trẻ, xương thịt bắn tứ tung. Trên cuộc đời này đã không còn sự tồn tại của người đó nữa. Ai nói một trưởng của ta không đập chết được ngươi? Lâm Nhất từ từ mở miệng, ánh lửa trên người hắn dần dần tắt lịm, nhưng phong mang kia vẫn vấn vít quanh người hắn mãi không tan đi. Gương mặt tuấn tú của hắn lúc này trắng bệch như tờ giấy, mái tóc đen đầy đầu như dòng thác để ập xuống, tung bay tán loạn. Đôi tròng mắt đen như mực lại thăm thẳm như vực sâu, ấn kỳ màu tím nơi giữa đầu mày hắn lại càng trở nên chói mắt. Đó là dấu ấn của kiếm nô. Có lẽ chẳng có ai dám nói ra câu này nữa, đó là tiên nhân chấp bút, vạn dặm núi sông như họa. Linh tê tô điểm, cảnh sắc tú lệ, kết tinh thành một điểm, rơi vào giữa mi tâm. Hắn là Lâm Nhất, công tử táng hoa Lâm Nhất từ Lăng Tiêu kiếm các của Đại Tần. Sở Mộ Viêm đã chết. Cái chết vô cùng thảm khốc, bị Lâm Nhất dùng một chưởng đập chết, xương cốt nát vụn, chết không toàn thây. Nếu như hắn ta còn có thể suy nghĩ thì chắc chắn sẽ vô cùng hối hận vì lời nói phét lác của mình. Nếu như hắn ta không buông lời nói thây cốt của Huyết Long Mã đã bị dẫm nát thì có lẽ Lâm Nhất sẽ cho hắn ta được chết nhẹ nhàng một chút. Dù gì loại sát chiêu như sức mạnh cùng kỳ này, một khi tế ra sẽ thiêu đốt sạch khí lực, vét hết cả chân nguyên. Tác dụng phụ của nó còn mạnh hơn nhiều so với khi tế ra mắt trúc long, nếu như không đến bước đường cùng thì Lâm Nhất cũng sẽ không thi triển. Nhưng nếu như hắn ta đã nói vậy thì Lâm Nhất sẽ cho hắn ta được như ước nguyện. Ngươi bảo ta một trưởng đập chết ngươi, vậy thì ta sẽ đập chết ngươi, ăn miếng trả miếng, lấy gậy ông đập lưng ông. Đến lúc này, Thất Tú Thiên Lăng chẳng còn lại một ai, tất cả đều đã chết trong tay Lâm Nhất. Theo như nhiều người cho rằng, ba đại phái mở lôi đài thu nhận đồ đệ, vốn dĩ chính là lôi đài dành riêng cho Thất Tú Thiên Lăng, là nơi để bọn họ thể hiện sức mạnh, thể hiện tài năng. Nhưng ai lại ngờ được, lôi đài này quả thực là lôi đài của bọn họ,
nhưng nhân vật chính từ đầu đến cuối lại chẳng phải họ. Sự xuất hiện của Lâm Nhất lại một lần nữa trở thành cơn ác mộng của tất cả bọn họ, sự phẫn nộ của hắn, sát ý của hắn đã được dốc hết ra ở núi Lạc Thủy này. Tài năng đó khiến người ta cảm nhận được sâu sắc phong thái và cốt khí thực sự của một kiếm khách, nỗi hận không tan thì tàn sát không ngừng. Tấm lòng hướng về kiếm, ngại gì sinh tử. Tấm lòng hướng về kiếm, quyết tiến không lùi. Ngươi! Đúng vào lúc này, tất cả mọi người bên phía Tiêu Vân Tông đang đằng đằng sát khí xông đến bỗng khựng lại. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nhất, đáy mắt ngập nỗi bàng hoàng khủng hoảng, thực lực thế này rốt cuộc kinh khủng đến mức nào chứ? Một hậu bối cảnh giới âm dương vì sao lại có thể mạnh đến mức đáng sợ thế này? Chỉ dùng một chưởng đã đập chết Sở Mộ Viêm, một nhân vật đứng đầu trong lớp nhân tài trẻ của Thành Thiên Lăng như thế mà lại không đỡ được nổi một chưởng của Lâm Nhất. Quá điên cuồng, quá tàn nhẫn rồi, quả thực là không coi ai ra gì. Sở Mộ Viêm kia đã nhảy khỏi lôi đài, đã từ bỏ tư cách gia nhập vào Tử Nguyệt Động Thiên rồi, còn bị hắn đập cho nát như thành thịt vụn ngay trước mắt tất cả mọi người. Trên vị trí chỗ ngồi của Tử Nguyệt Động Thiên, Bắc Tuyết Sơn Trang, Thiên Yêu Các, các vị trưởng lão đều có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Ai nấy đều đang trợn mắt nhìn Lâm Nhất mà vẻ mặt thì thay đổi liên tục, bọn họ không quan tâm đến cái chết của Sở Mộ Viêm. Thậm chí Thất Tú Thiên Lăng có chết sạch thì cũng chẳng sao, cái bọn họ chú ý tới là người thiếu niên trước mắt này, tiềm lực mà thiếu niên áo trắng bộc lộ ra đã vượt xa ngoài tầm dự đoán của bọn họ. Quỳnh! Bước chân của Lâm Nhất bỗng lảo đảo, cơn mệt mỏi vô biên ập đến từ khắp nơi trên cơ thể, khiến hắn choáng váng đầu óc, cơ thể rã rời. Viu, viu, viu! Hắn không thể làm chủ được bản thân, lảo đảo lui lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Lâm Nhất giãy giụa không muốn để mình ngã xuống. Nhục thân của hắn cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần cố gắng chống đỡ được lúc này thì khí huyết sẽ hồi phục lại với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Hắn vỗ mạnh lên túi trữ vật, Lâm Nhất lấy ra hơn 10 viên đan dược rồi nhét tất cả chúng vào trong miệng. Thình thịch, vào giây phút khi đan dược cho vào trong miệng, tim của Lâm Nhất bỗng nảy lên thình thịch. Nhục thân có thể sánh ngang với man thú lập tức nuốt chửng hơn 10 viên đan dược kia. Tiếp đó nhịp đập trái tim nảy lên như điên, hiệu lực mạnh mẽ của đan dược ngay tức khắc chuyển hóa thành khí huyết sục sôi. Gương mặt trắng bệch cũng lập tức trở nên hồng hào, một luồng khí tức mạnh mẽ lại lần nữa dâng lên bên trong cơ thể hắn. Hắn muốn trốn. Bao vây hắn lại, hôm nay tuyệt đối không thể tha cho tên kiếm nô này, ta muốn khiến hắn phải sống không bằng chết. Thấy Lâm Nhất lui về phía sau, tứ đại gia tộc của Thành Thiên Lăng và cao thủ của Tiêu Vân Tông lập tức tỉnh táo lại, phẫn nộ không thôi. Khắp người bọn họ phát tán ra sát ý khủng bố, người nào người nấy sắc mặt xa sầm trông vô cùng khó coi. Ánh mắt điên cuồng kia có thể sánh được với ánh mắt của loài dã thú, hận không thể nuốt sống Lâm Nhất. Bảy đại tân tú, đó chính là niềm kiêu hãnh của Thành Thiên Lăng, nhất là Sở Mộ Viêm và Trần Tử Ngọc. Đã thức tỉnh được cả ý chí võ đạo. Nhưng lại chẳng sót một ai, tất cả đều đã bị Lâm Nhất giết sạch, rõ là nhục nhã hết sức. Chư vị, đúng là coi trọng tại hạ quá. Khóe miệng Lâm Nhất khẽ nhếch lên nụ cười châm chọc, các đại thế lực của Thành Thiên Lăng quả nhiên vô sỉ như xưa. Ánh mắt của hắn lướt qua từng gương mặt cao thủ của các đại gia tộc, đột nhiên quát lên, chuyến này của Lâm Nhất là đến để giết người. Nhưng Lâm Mỗ giết người quang minh lỗi lạc, trong tận đáy lòng không hề có một chút suy tính bẩn thỉu nào. Trên lôi đài vốn không hỏi đến sống chết, ta muốn hỏi các vị, mặt mũi đâu mà cùng xông lên vây giết mình ta. Tiếng quát vang dội này của hắn bao hàm kiếm ý lạnh lẽo, khiến giọng nói tựa như tiếng sấm rền vang, đinh tai nhức óc. Trên cả khoảng đất trống rộng rãi, không chỉ có cao thủ của các đại thế lực, mà đến cả đám người đông nghìn nghịt ngồi xung quanh cũng nghe thấy rất rõ ràng. Tên nhóc khốn kiếp. Lão giả của tứ đại gia tộc và Tiêu Vân Tông bỗng tức tối chửi thề, thằng nhóc này lại mắng bọn bọ không biết xấu hổ là gì. Những võ giả từ bên ngoài đến đây sau khi nghe thấy tiếng quát của Lâm Nhất liền lần lượt lắc đầu, trong lời nói và trên gương mặt đều mang vẻ khinh thường. Cho dù có là nhân tài bản địa của Thành Thiên Lăng lúc này cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Thất Tú Thiên Lăng chết bằng sạch trong tay Lâm Nhất đã đủ mất mặt lắm, nếu như các đại thế lực còn cùng nhau xông lên vây giết Lâm Nhất,
vậy thì nó sẽ không còn là vấn đề mất hết sĩ diện nữa rồi. Nó là thực sự không biết xấu hổ. Thế giới võ đạo dù gì cũng tôn kẻ mạnh làm chủ, như vậy, Lâm Nhất giết người quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính. Thậm chí hắn còn lấy một địch bảy, vốn dĩ đã không công bằng, loại thực lực cỡ này có không muốn tôn trọng cũng khó. Một số việc xấu hổ có thể làm trong âm thầm, nhưng mà lại làm trước bàn dân thiên hạ thì nó chính là phá hoại quy tắc. Nhưng nếu như để cho Lâm Nhất đi thì e là sẽ chẳng có ai cam tâm. Được, như lời ngươi nói, 6 người khác ngươi giết thì cũng đã giết rồi, nhưng còn Sở Mộ Viêm đã nhảy xuống khỏi lôi đài thì ngươi lấy tư cách gì để giết chết hắn? Ngươi giết Sở Mộ Viêm còn muốn bỏ chạy nữa à? Nhưng đúng vào lúc này, trong đám người vây quanh Lâm Nhất bỗng vang lên tiếng cười lạnh lùng. Một gương mặt xa sầm như phủ đầy sương mù lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất, ánh mắt ông ta giống như một con rắn độc khiến người ta phải kiêng dè. Là Trần Vọng Dã, lại là lão quỷ này. Không sai, người giữa Thanh Thiên Bạch Nhật giết chết nhân tài của Thành Thiên Lăng ta, há có thể để ngươi chạy thoát. Giết người đền mạng, cái mạng rẻ mạt của ngươi hôm nay buộc phải để lại đây. Tiểu kiếm nô, còn không quỳ xuống xin tha. Lời của Trần Vọng Dã vừa dứt, tất cả mọi người như giật mình bừng tỉnh, bắt đầu mở miệng chửi bới. Đối với bọn họ mà nói, Lâm Nhất buộc phải chết, cho dù không có lý do thì cũng phải bầm thây vạn đoạn, bêu đầu hắn ở trước cổng thành. Có lý do thì đương nhiên càng tốt, không phải sao? Khóe miệng Lâm Nhất khẽ cười lạnh, châm chọc nói, nếu người muốn giết ta, ta ắt giết lại. Huống hồ, không nghe thấy là do chính miệng hắn ta cầu xin ta dùng một chưởng đập chết hắn ta sao? Ta chỉ là thỏa ước nguyện cho hắn ta thôi, huống hồ, Lâm Mỗ nói muốn trốn lúc nào. Hắn cầm kiếm giết qua, từ lâu hắn đã nghĩ đến kết cục của mình rồi, với mức độ không biết xấu hổ của đám người này, có thể tha cho mình rời đi thì đúng là câu chuyện kỳ lạ. Chỉ là mức tiêu hao của sức mạnh cùng kỳ quá lớn, cần phải kéo dài thêm chút thời gian mà thôi. Bỏ trốn. Không có chuyện đó. Còn chưa giết đủ, đi gì mà đi. Giây phút khi lời nói vừa dứt, trong mắt Lâm Nhất đột nhiên bắn ra sát ý vô tận, thương long bên trong cơ thể thét gào, khí huyết mênh mông như đại dương lại lần nữa bùng lên. Ánh mắt hắn, tựa như một luồng kiếm mang sắc bén vô cùng, đâm xuyên hư không rơi lên người Trần Vọng Dã đứng trong đám đông. Tên này muốn tự sát sao? Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều giật mình kinh hãi, đến bước đường cùng, sát ý của tên này lại có thể bùng phát lên lần nữa. Còn nhìn chằm chằm vào Trần Vọng Dã, đó chính là kẻ mạnh khủng bố cảnh giới bán bộ thiên phách, chỉ riêng so sánh về cảnh giới thôi đã cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần rồi. Bất luận là hắn trước đó giết chết Thất Tú Thiên Lăng thể hiện tài năng ra sao, thủ đoạn nhiều đến mức nào, phong mang đáng sợ cỡ nào. Thì khi đối diện với bán bộ thiên phách, sự cách biệt về cảnh giới như thể bùn lầy với mặt trời là không thể nào vượt qua nổi. Trần Vọng Dã chỉ cần dùng sức mạnh để đập tan kỹ năng thôi đã dễ dàng giết chết hắn. Hắn đây là đang tự tìm đường chết. Ngươi muốn giết ta, không biết điều. Trần Vọng Dã cong khóe miệng nở một nụ cười dữ tợn, Lâm Nhất muốn ra tay với ông ta, đúng là ông ta cầu còn chẳng được. Quỳnh! Ông ta bước lên trước một bước, trên người bùng lên ánh sáng chói lòa, một giây sau có chuông huyền âm từ từ bay lên trên đỉnh đầu ông ta. Đó là một chiếc chuông làm nhái lại, nhưng mà cho dù nó chỉ là đồ giả thì dưới sự thao túng của Trần Vọng Dã cũng cực kỳ đáng sợ. Chuông huyền âm kia phát ra quang mang khủng bố khiến người nhìn nhức nhối con mắt. Trên gương mặt già nua của Trần Vọng Dã lộ ra ý cười lạnh lẽo, giọng nói như băng, ngươi hẳn vẫn còn nhớ chuông này chứ. 5 ngày trước, ta lấy chuông này tra tấn ngươi như một con chó, sống không bằng chết, nhưng cuối cùng vẫn không luyện chết được ngươi, lần này lão phu sẽ cho ngươi được chết một cách rõ ràng. Hóa ra đúng là ông ta. Trong đáy mắt của rất nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc cực kỳ, từng luồng ánh mắt đổ dồn về phía Trần Vọng Dã. Từ lâu đã có lời đồn, 5 ngày trước chính bởi vì người này ra tay trấn áp nên Lâm Nhất mới phải chật vật như vậy trước mặt Thất Tú Thiên Lăng. Nhưng lời đồn cũng chỉ là lời đồn, không thể chứng thực, giờ đây chính ông ta đã mở miệng thừa nhận rồi. Chẳng trách Lâm Nhất lại có sát ý nặng như vậy,
đổi lại là bất cứ ai bị sỉ nhục như thế thì e là cũng khó mà nhẫn nhịn cho được. Thất Tú Thiên Lăng quả thực đáng chết, chẳng có ai là chết oan cả. Luyện chết ta, sợ là ông nghĩ hơi nhiều rồi. Khí huyết toàn thân cuộn trào, Lâm Nhất vỗ mạnh vào túi trữ vật bên người, bỗng nhiên có huyết quang sao động. Tiếp sau đó, có tiếng băng nứt dồn dập truyền đến, trong tay hắn bỗng xuất hiện một cây roi. Đó là một cây roi lấp lánh tia chớp, giây phút khi bàn tay nắm chặt cây roi, trên người Lâm Nhất bỗng bùng lên luồng khí hoàng đạo, khắp người hắn có lôi mang vấn vút, ngọn lửa màu tím ngùn ngụt sộc thẳng lên trời, đó chính là nơi tử diễm lôi hoàng. Là chí bảo mạnh nhất mà Lôi Vân Tử năm đó dùng để tung hoành Nam Thành, là vũ khí đáng sợ duy nhất vượt qua cả bảo khí trong cổ vực Nam Hoa. Trước khi đến đây, roi này đã được giải phong ấn, là bảo khí thượng phẩm thăng cấp bảo khí siêu cấp. Cũng là chỗ dựa lớn nhất trong chuyến đi này của Lâm Nhất. Thất Tú Thiên Lăng không được thiếu một ai, nhưng lão quỷ âm hiểm vô sỉ Trần Vọng Dã cũng phải chết. Giết! Lâm Nhất hét lên một tiếng. Khí lực khắp toàn thân cuộn trào, roi tử diễm lôi hoàng thình lình như được rót vào sức sống. Không ngừng phồng lên, chớp mắt đã hóa thành một con dao long đang gào rú phẫn nộ, hùng uy vô tận quét sạch tám phương. Mọi người biến sắc, đáy mắt lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng tránh ra xa. Chỉ thấy một tia sét chớp nhoáng chiếu rọi cả bầu trời, gương mặt kinh hoàng của tất cả mọi người được chiếu rõ đến từng lỗ chân lông. Mặt ai nấy đều đầy vẻ hoảng hốt. Dưới ánh chớp nhức mắt này, dường như bọn họ đều đã bị đông cứng lại. Quỳnh! Ánh chớp tan đi, giao long phẫn nộ thét gào, có âm thanh của tiếng kim loại vỡ vụn vang lên tựa như tiếng núi tuyết sụt lún. Quỳnh ầm ầm! Chuông huyền âm trói lọi kia lập tức bị đập vỡ ngay tại chỗ, sắc mặt Trần Vọng Dã tái ngắt, đôi tay ông ta không ngừng kết ấn, muốn chặn lại đòn tấn công đáng sợ kia. Nhưng giao long được hóa thành từ roi tử diễm lôi hoàng lại quá đáng sợ, chỉ một thoáng mà đã đập tan hết tất cả thủ đoạn và chiêu thức của ông ta, sau đó hung hăng quất mạnh lên người Trần Vọng Dã. Phụt! Một đòn, trên người Trần Vọng Dã đã bị đánh cho máu me be bét, nhất là vết roi ghê rợn in hẳn trên gương mặt ông ta. Lão quỷ, quỳ xuống đây! Biểu cảm của Lâm Nhất dữ tợn, trong mắt hắn bắn ra hàn ý băng lạnh, xét từ một khía cạnh nào đó. Đối với người này, sự hận thù của Lâm Nhất còn sâu hơn nhiều so với Thất Tú Thiên Lăng. Cổ tay hắn vung mạnh, giao long do roi dài biến hóa thành lập tức quấn chặt lấy người Trần Vọng Dã, ánh chớp khủng khiếp lập tức xé toạc lớp da bên ngoài của ông ta. Không, không, đừng giết ta. Trần Vọng Dã hoảng hồn, nhưng bất kể ông ta giãy giụa thế nào cũng đều không thể tránh thoát được. Cây roi quấn chặt lấy ông ta, từ từ siết chặt lại. Thậm chí đã khảm cả vào trong da thịt, làm cho xương cốt của ông ta đứt gãy từng đoạn. Chết! Lâm Nhất vươn tay quất mạnh, ánh chớp văng tứ phía sau đó cuốn người Trần Vọng Dã về phía mình. Khi cơ thể ông ta đến gần trước mặt hắn, hắn tung ra một cước, không hề do dự mà dẫm mạnh lên cái đầu của đối phương. Rầm! Máu tươi tràn ra, đầu của Trần Vọng Dã như một quả dưa hấu bị dẫm mạnh lên sau đó nước văng tung tóe ra ngoài. Trước ánh nhìn bàng hoàng của tất cả mọi người, kẻ mạnh bán bộ thiên phách này cứ thế mà chết, bị Lâm Nhất dẫm chết. Đủ rồi. Nhưng đúng vào lúc này, một âm thanh lạnh lẽo quát lên, giây phút khi lời này vừa dứt. Sau lưng Lâm Nhất bị trúng một chưởng khiến cho người bật văng ra ngoài, hắn quay đầu lại nhìn. Trên vị trí ngồi của Tử Nguyệt Động Thiên, Khuynh Nhược U không biết từ lúc nào đã đứng dậy, gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của nàng ta lúc này u ám phủ đầy sương mù. Một luồng hàn ý cực kỳ băng lạnh tản ra từ trên người nàng ta. Khí tức của cảnh giới bán bộ thiên phách bỗng bùng lên khỏi người Khuynh Nhược U, một chưởng vừa rồi là cho nàng ta đánh tới. Nhưng đến tận lúc này, ánh mắt của nàng ta vẫn luôn cao cao tại thượng chứ không hề dùng ánh mắt nghiêm túc để nhìn về phía Lâm Nhất. Nàng ta chỉ lạnh lùng liếc nửa con mắt về phía Lâm Nhất, đáy mắt lộ vẻ khinh ghét, lạnh giọng nói, ta từng nói rồi, ngươi không xứng để ta phải ra tay. Nhưng ngươi đúng là đáng ghét, cứ như đám ruồi nhặng vo ve bay qua bay lại, ta khinh ra tay với đám ruồi nhặng, nhưng ngươi quả thực là quá đáng ghét. Quỳnh! Lời vừa dứt, trên người nàng ta bùng lên ánh trăng màu tím khủng bố, lại từ xa đánh một chưởng trúng ngực Lâm Nhất. Phụt! Khóe miệng Lâm Nhất nôn ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ý cười dư tợn,
hắn không hề sợ hãi, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, nhả ra hai chữ tiện nhân. Hai chữ này vừa thốt ra, hàn ý xung quanh rõ ràng đã lạnh thêm vài phần, nét mặt của tất cả mọi người đều lộ rõ vẻ khiếp sợ, khủng hoảng và bất an. Bao gồm cả những cao thủ của các đại thế gia trong thành Thiên Lăng, bọn họ cũng đều kinh hãi vô cùng, chỉ sợ Khuynh Nhược U sẽ trút giận lên cả bọn họ. Soạt, soạt, soạt. Trưởng lão và đệ tử ở phía sau Khuynh Nhược U đều đứng hết cả dậy, từng đôi mắt băng lạnh chuyển hết lên người Lâm Nhất, sát ý bùng lên. Công chúa của Tử Nguyệt Động Thiên bọn họ không thể bị sỉ nhục, kẻ nào dám bất kính sẽ phải chết. Mặt Khuynh Nhược U lạnh lùng vô tình, nhấc tay ngăn đám người này lại, hờ hững nói, để hắn mắng, ta nếu đã ra tay thì sẽ không để cho người khác được có ý định chạm vào hắn nữa, loại ruồi nhặng này vẫn để tự ta bóp chết đi. Ta rất ít khi giết người, có thể chết trong tay Khuynh Nhược U ta, người hẳn phải cảm thấy rất may mắn. Nói xong, nàng ta nhấc chân liền chuẩn bị bước xuống. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra hiện tượng kỳ lạ, một luồng hàn ý trước nay chưa từng có từ đỉnh núi quét đến. Trong luồng hàn ý vô tận khủng khiếp này, có âm thanh cực dễ nghe vang lên, nhưng âm thanh đó còn băng lạnh hơn cả xương giá ngập trời này gấp nhiều lần. Tiểu tiện nhân, nếu ngươi có gan thì cứ việc tiến lên, xem ai có thể cứu được ngươi. Ai đang nói? Tất cả mọi người bàng hoàng, vội vàng nhìn theo hướng âm thanh truyền tới, nhưng giây phút khi bọn họ quay đầu nhìn liền vội vàng dùng hai tay che mắt lại. Quá chói mắt, không phải là ánh sáng quá chói lòa, mà là người nói chuyện kia quá là xinh đẹp, phảng phất như đã lu mờ cả ánh sáng của vầng mặt trời trên cao. Nữ nhân trên núi kia quá đẹp, đẹp tuyệt trần, ngũ quan hoàn mỹ tìm không ra bất kỳ khuyết điểm nào. Nếu như nàng ấy có thể nở nụ cười thì e là ánh sao trên bầu trời kia cũng phải rơi rụng, sức hấp dẫn kia khiến người ta không dám nhìn thẳng. Khí chất thanh lạnh tỏa ra từ trên người nàng ấy, rõ ràng có vẻ ngoài như yêu nghiệt nhưng lại mang đến cảm giác thánh khiết như tiên linh trên trời. Đáng sợ nhất là ở giữa đầu mày của nàng ấy có sự uy nghiêm của bậc đế vương, vẻ uy nghiêm ấy mang theo quang mang mạnh mẽ. Giống như đế vương nơi cửu thiên quân lâm thế gian. Vạn vật đều phải thần phục, sức mạnh áp đảo mạnh mẽ làm người ta hít thở cũng thấy khó khăn. Một người con gái như vậy lại ra mặt thay Lâm Nhất, rốt cuộc nàng có lai lịch gì? Khuynh Nhược U hơi biến sắc, trong mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo, khí tức toàn thân âm trầm đáng sợ. Lạnh quá! Trong nháy mắt, mỗi người đều cảm giác được khí lạnh trên người Khuynh Nhược U, mọi ngừng bừng tỉnh, trong lòng lập tức sợ hãi vô cùng. Nàng ta tức giận rồi. Tử Nguyệt Động Thiên nhất ngôn cửu đỉnh, tiểu công chúa được người người vây quanh tức giận rồi. Lửa giận của Khuynh Nhược U không ai có thể gánh nổi. Bất kể người con gái đó có phong hoa tuyệt đại thế nào, nàng đắc tội với Khuynh Nhược U trong địa phận Lôi Châu, nàng sẽ không có kết quả tốt, kết cục sẽ cực kỳ bi thảm. Trong nháy mắt, ở nơi đất trống rộng lớn này, yên tĩnh đến mức cả nhịp thở cũng không nghe thấy. Dưới khí lạnh như thế, không khí dường như rừng lưu chuyển. Không ai dám nói lời nào. Ai cũng không dám ngông cuồng dự đoán, lúc lửa giận của Khuynh Nhược U phát tiết sẽ đáng sợ đến thế nào. E là bị ảnh hưởng đến tứ đại gia tộc của thành Thiên Lăng và Tiêu Vân Tông đều không ngoại lệ, trước mặt Tử Nguyệt Động Thiên bọn họ đều không đáng là gì. Ai đang nói đấy? Khuynh Nhược U lạnh mặt, cất giọng lạnh lùng. Ta! Một chữ đơn giản, nhưng trong giọng nói lộ ra sự tự tin và khí phách vô tận. Dường như đất trời đều trở nên nhỏ bé. Đợi khi giọng nói đó dứt lời, bóng dáng xinh đẹp ở trên đỉnh núi bỗng đáp xuống đây giống như dịch chuyển tức thời. Vị trí nàng đáp xuống vừa khéo đứng phía trước Lâm Nhất, ngẩng đầu nhìn Khuynh Nhược U ở hàng ghế của Tử Nguyệt Động Thiên, vẻ mặt bình tĩnh, không chút gợn sóng. Nhưng nàng tự có một luồng phong hoa trấn áp tất cả mọi người, ngược lại khiến Khuynh Nhược U ở trên cao nhìn xuống bỗng nhiên trở nên thấp bé đi nhiều. Không phải Khuynh Nhược U đang nhìn xuống đối phương, mà là Khuynh Nhược U đang ngước nhìn người con gái đó. Đẹp thật! Nàng ở trên đỉnh núi, ánh sáng rực rỡ khiến người khác không thể nhìn rõ. Đợi nàng đáp xuống gần rồi, trong lòng mỗi người đều không khỏi phát ra tiếng tán thán. Khuynh Nhược U được gọi là đệ nhất mỹ nữ của Tử Nguyệt Động Thiên, phong hoa tuyệt đại, dung mạo khuynh thành hàng đầu cổ vực Nam Hoa. Nhưng trước mặt người này,
nàng ta lập tức trở nên thất sắc, phong thái không còn. Ngày thường, nhiều nhân tài bị dung mạo xinh đẹp của Khuynh Nhược U cảm phục, bây giờ đều sinh ra cảm giác chỉ được thế mà thôi. Mặc dù mọi người không nói, nhưng biểu cảm trên mặt và ánh mắt đã chứng tỏ mọi thứ. Khoảnh khắc người con gái đó xuất hiện, sắc mặt của Khuynh Nhược U sa sầm, xưa nay nàng ta luôn vô cùng tự tin với dung mạo của mình, lấy đó làm kiêu ngạo. Không những coi thường đàn ông trong hiên hạ, mà còn không coi bất cứ người phụ nữ nào ở cổ vực Nam Hoa ra gì. Người con gái đột nhiên xuất hiện này lập tức vượt qua nàng ta, còn che chắn phía trước mặt Lâm Nhất, lửa giận trong lòng nàng ta lập tức dâng lên. Nàng ta nhướng mày, lạnh giọng quát lên, dã nữ nhân ở đâu ra, ngươi ngăn cản ta giết tên kiếm nô này, chẳng lẽ là nhân tình của tên kiếm nô này? Tiểu tiện nhân, cút sang một bên, nếu không đừng trách ta xé khuôn mặt nát của ngươi xuống. Lời sỉ nhục như vậy khá ác độc. Nhưng người con gái đó lại không nhìn Khuynh Nhược U lấy một cái, quay đầu nói, ngươi vẫn ổn chứ? Gương mặt nàng trong trẻo lạnh lùng, chưa từng thay đổi, chỉ là giọng nói rõ ràng ôn hòa hơn nhiều. Lâm Nhất cười khổ trong lòng, hắn từng nghĩ tới cảnh tượng khi gặp lại nàng rất nhiều lần, nhưng không ngờ lại là vào lúc mình chật vật nhất. Hàm Nguyệt. Hắn nhìn đối phương, vô vàn cảm xúc, nhất thời không biết nói gì. Người con gái phong hoa tuyệt đại, có phong thái quân vương như thế này, ở cổ vực Nam Hoa trừ Tô Hàm Nguyệt ra còn có thể là ai? Muốn bảo ta lùi về sao sao, nhưng chuyện giữa phụ nữ vẫn nên để phụ nữ tự giải quyết. Trên đời này trừ ta ra, không thể để bất cứ người phụ nữ nào khác ức hiếp ngươi. Trên gương mặt tinh xảo trắng ngần của Tô Hàm Nguyệt lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, nói một cách chắc chắn. Nàng tu luyện đế nữ tâm kinh, càng yêu càng tổn thương càng đau, không dễ động lòng, nhưng một khi động lòng thì đến chết không đổi. Người phụ nữ này. Sắc mặt Khuynh Nhược U âm trầm đến cực hạn, nàng ta rất ghét thái độ của Tô Hàm Nguyệt, đối phương hoàn toàn không để nàng ta vào mắt. Sự khinh thường xuất phát từ nội tâm khiến nàng ta cực kỳ khó chịu. Đợi đến khi nghe được lời nàng nói với Lâm Nhất, nàng ta tức đến hộc máu, cái gì mà trên đời này ngoài nàng ra, không cho phép bất cứ người phụ nữ nào ức hiếp Lâm Nhất. Ngươi là cái thá gì, một dã nữ nhân không biết từ đâu nhảy ra cũng xứng nói lời này. Một tên kiếm nô, rồi mũi mà thôi, còn không được phép ức hiếp, đúng là nực cười. Thật không biết điều, tên kiếm nô này, hôm nay ta vẫn phải giết ngươi. Sát ý trên người Khuynh Nhược U ầm ầm tăng vọt, một vầng trăng tím sâu sắc dần dần dâng lên từ sau lưng nàng ta. Đó là một vầng trăng tím cực kỳ đáng sợ, màu tím nồng đậm, nhuộm cả đất trời này thành sương hoa màu tím. Vầng trăng màu tím ấy còn đáng sợ hơn vầng trăng màu tím che phủ lôi đài, dùng để khảo nghiệm nhân tài các phương lúc trước. Giết! Trăng tím treo giữa không trung, Khuynh Nhược U bay vọt lên không, cổ tay trắng ngần bóng loáng của nàng ta đưa ra khỏi tay áo. Năm ngón tay xòe ra, hóa trưởng thành chảo, chụp xuống phía Tô Hàm Nguyệt vẫn chưa quay đầu lại nhanh như chớp. Gương mặt tinh xảo của Khuynh Nhược U vô cùng dữ tợn dưới ánh trăng tím làm nền. Nàng ta đã thật sự nổi sát ý. Nàng ta phải giết người phụ nữ này, sau đó sỉ nhục Lâm Nhất một trận trước mặt nàng, để nàng biết thế nào gọi là tuyệt vọng. Uy áp của bán bộ thiên phách được Khuynh Nhược U thể hiện đến cực hạn, khí thế mà luồng uy áp của nàng ta diễn hóa thành ở giữa không trung lan ra tám hướng. Răng rắc, bên ngoài ánh trăng, trong sự sao động của khí tức đó, mặt đất nứt ra. Ngay lập tức có nhiều người không kịp đề phòng bị thương nôn ra máu, bay ngược ra sau. Mau tản ra. Mọi người kinh hoàng, vẻ mặt khẩn trương, vội vàng bay ra xa. Đáng sợ quá, Khuynh Nhược U lại mạnh như vậy. Thảo nào có người nói nàng ta có thể tiến lên 10 hạng đầu của quần Long Thịnh Yến năm nay. Người con gái này không những xinh đẹp, mà thực lực của nàng ta cũng rất đáng kinh ngạc. Nhưng đúng lúc đó, dị biến đã xảy ra. Người con gái trước mặt Lâm Nhất đột nhiên quay đầu, khoảnh khắc quay đầu lại, giữa mi mày nàng có phong mang như đế vương lan tỏa. Trên người bùng phát ánh sáng chói mắt, nàng chưa ra tay, chỉ là ánh mắt lạnh lùng dừng trên người Khuynh Nhược U. Thịch! Trái tim Khuynh Nhược U đánh thịch một tiếng, cảm giác tim mình ngừng đập. Người ở giữa không trung, năm ngón tay nhanh nhẹn dừng ở phía trước mặt Tô Hàm Nguyệt nhưng không thể chụp xuống,
cả người nàng ta không thể động đậy. Thiên phách. Đây là uy áp của thiên phách. Trong nháy mắt, Khuynh Nhược U biến sắc, trong lòng vô cùng kinh hãi. Không, khí thế này hình như còn đáng sợ hơn cả các trưởng lão thiên phách của Tử Nguyệt Động Thiên. Chuyện này rốt cuộc là sao? Rắc. Vầng trăng màu tím trên trời đột nhiên vỡ tan, ánh trăng màu tím rút đi như thủy triều xuống. Chúng cảm giác được khí tức cực kỳ đáng sợ trên người Tô Hàm Nguyệt, dâng lên nỗi sợ theo bản năng. Không, không, không. Khuynh Nhược U hoảng hốt, Tử Nguyệt tâm kinh của nàng ta lại không nghe theo điều khiển, khí thế của mình cũng không nghe theo điều khiển của mình nữa. Phụt. Khuynh Nhược U nôn ra máu, sắc mặt trắng bệch, người rơi xuống từ giữa không trung, gian nan quỳ xuống đất. Bộ dạng đó trông có vẻ khá buồn cười, nàng ta khí thế hùng hổ, thanh thế đáng sợ giết tới. Trông có vẻ như giây lát sau, Tô Hàm Nguyệt không chết cũng sẽ bị thương nặng, sẽ khá thê thảm. Nhưng Tô Hàm Nguyệt chỉ mới xoay người lại, chưa làm gì cả, chỉ liếc mắt nhìn Khuynh Nhược U, nàng ta đã nôn ra máu, quỳ dưới đất. Dường như không phải Tô Hàm Nguyệt ra tay, mà là Khuynh Nhược U tự động quỳ xuống đất. Hình ảnh đó vô cùng quái dị, khiến người ta khó mà hiểu nổi. Thế là sao? Các trưởng lão của Tử Nguyệt Động Thiên đều trợn tròn mắt, bọn họ hoàn toàn không nhìn rõ là chuyện gì. Không những là bọn họ, mà người của Thiên Yêu Các và Bắc Tuyết Sơn Trang cũng tỏ ra ngạc nhiên, vô cùng chấn động. Đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì? Mặc dù Lâm Nhất là yêu nghiệt, mang đến cho mọi người sự chấn động rất lớn, nhưng ít nhiều vẫn nằm trong phạm vi có thể hiểu được. Thậm chí trong tông môn của bọn họ cũng có yêu nghiệt tuyệt thế ngang bằng hoặc vượt trên Lâm Nhất. Điều làm người khác ngạc nhiên ở hắn là tiềm lực đáng sợ trên người hắn. Nhưng người con gái đột nhiên xuất hiện này lại mạnh vượt ngoài sự hiểu biết của bọn họ, không thể nhìn thấu. Ngoại trừ cực kỳ ít các cao thủ có thể nhìn ra một số manh mối, những người khác hoàn toàn mờ mịt. Phải cứu Khuynh Nhược U. Người của Tử Nguyệt Động Thiên bừng tỉnh khỏi cơn kinh ngạc, nhưng vừa định ra tay thì lại cảm giác được một luồng khí lạnh. Là hai người trên đỉnh núi đó chậm rãi đi tới. Một người ăn mặc như hòa thượng, mặt mũi thanh tú, nhưng chiếc đầu chọc lại cực kỳ bắt mắt. Người còn lại thì là văn sĩ áo trắng, vẻ ngoài là người trung niên, trên người có luồng khí chất nho nhã. Lạc Thủy Thượng Nhân. Trong lòng mọi người kinh hãi không thôi, hóa ra người con gái bí ẩn này chính là khách quý mà Lạc Thủy Thượng Nhân tiếp đãi. Nhiều người đều biết khách quý mà Lạc Thủy Thượng Nhân tiếp đãi ở trên đỉnh núi, nhưng không ai ngờ khách quý đó lại là một người con gái trẻ tuổi khuynh thành tuyệt thế, càng không ngờ nàng lại có mối quan hệ rất lớn với Lâm Nhất. Ánh sáng của hạt gạo cũng dám lan tỏa trước mặt ta. Lăn qua đây. Tô Hàm Nguyệt quát lạnh một tiếng, sự phẫn nộ chứa trong giọng nói khiến người ta cảm thấy như trên trời có tiếng sấm không ngừng vang lên. Rõ ràng không phải nhắm vào bọn họ. Nhưng vẫn cảm thấy kinh hoàng không thôi, giống như mình phạm tội gì đó vậy. Khuynh Nhược U quỳ dưới đất vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cả người bỗng dưng bị kéo đến trước mặt Tô Hàm Nguyệt. Tô Hàm Nguyệt tóm cổ áo nàng ta, nhấc nàng ta lên không trung, tay phải giơ lên tát vào mặt nàng ta. Bốp! Đau thật! Cái tát đó rất mạnh, giống như sấm đánh, dù không đánh lên người mình. Nhưng mỗi người đều có thể cảm giác được cái tát đó chắc chắn rất đau. Ghê gớm quá, khóe miệng mọi người co giật mấy cái. Thất Tú Thiên Lăng bị Lâm Nhất giết như giết chó, giết người như chém cỏ cũng đủ ghê gớm rồi. Nhưng người phụ nữ này lại ghê gớm hơn, người nàng ta tát là Khuynh Nhược U. Đó là tiểu công chúa của Tử Nguyệt Động Thiên, nhân tài trong Thất Tú Thiên Lăng Trần Tử Ngọc và Sở Mộ Viêm cũng chỉ miễn cưỡng xách giày cho nàng ta mà thôi. Nhưng người phụ nữ trước mắt lại nói tát là tát, một cái bạt tai tát thẳng vào mặt. Tiện nhân, ngươi dám đánh ta. Nửa gương mặt của Khuynh Nhược U sưng như đầu heo, đầu tóc rũ rượu, gào lên như phát điên. Bốp! Nhưng đáp lại nàng ta là cát tát còn mạnh hơn của Tô Hàm Nguyệt, cái tát này tát cho Khuynh Nhược U sững cả người. Đánh ngươi thì sao hả? Nếu không có tên đầu chọc khuyên rằng chuyện của nam nhân thì tốt nhất đừng nhúng tay. Ta đã sớm đánh chết ngươi. Tô Hàm Nguyệt thản nhiên nói, ngươi đánh hắn hai chưởng, ta trả lại ngươi hai cái tát đã xem như hời cho ngươi rồi. Ngươi yên tâm, hôm nay ta không giết ngươi,
giữ lại cái mạng hèn này. Ta tin, một ngày nào đó, Tiểu Lâm Tử sẽ đường đường chính chính giết ngươi. Bịch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 90.